cạnh tranh vị trí top đầu với SBTC. Và rất nhanh chóng chúng ta đã có được phần cấm vào chọn của bài đấu này. Bên phía đội 1 và Eagle Esports thì ở bên phía đội 2. Và ở ngay lượt đấu đầu tiên thì bên phía Sài Gòn Phantom họ đã quyết định tước đi con bài đó là Lucian, và có vẻ như Winner ở trong ván thi đấu đầu tiên này anh ta không quyết định là sẽ lựa chọn, cho nên cấm đi là vị tướng này là vô cùng lý. Nhưng khoan đã, khi mà tôi thấy ở lượt cấm thứ hai bên phía của Sài Gòn Phantom lại cấm đi con bài Saya, có vẻ như là ở ván trận thi đấu này Sài Gòn Phantom họ muốn phế đi luôn đó là vị trí xạ thủ bên phía của Eagle Esports là Honey. Có lẽ là có những mối tư thủ cá nhân gì hay sao ở trong phần cấm này và chọn này hay chăng đây, đến vào việc nhắm thẳng vào vị trí của Honey. Cũng có lẽ là chúng ta đã được biết đến cả cái xa nữa. Ôi, vậy là cấm hết xạ thủ của Honey luôn. Thế bây giờ lấy Corki. Bây giờ lấy Corki là thì còn đó là gì? Còn đó là Varus. Senna. Còn đó là Ask có thể chơi đúng không? Zin cũng có thể được lựa chọn đến từ bên phía của Gunner. Nói chung đây sẽ là một kèo đấu mà tôi tin rằng với lượt cấm và chọn như thế này thì Sài Gòn Phantom họ tỏ rõ ý đồ là một trận thi đấu mà họ cũng muốn tiếp tục thử đội hình, đặc biệt là thử những vị tướng đã được chỉnh sửa và được thay đổi ở phiên bản 2.4 và chuẩn bị cho một bước dài hơn dành cho vòng playoff với lượng điểm mà mình đang quá vượt trội trên bảng xếp hạng rồi. Tôi nghĩ là với những cái lượt cấm như thế này thì bên phía Sài Gòn Phantom họ dường như nha muốn ép cho bên phía Eagle Esports là phải lấy đi cho mình đó là con bài Senna dành cho Honey, bởi vì ngoài vị tướng Senna, ba vị tướng này ra thì Honey vẫn sử dụng tốt đó là con về vị tướng Senna. Trong khi đó thì những vị tướng xạ thủ còn lại thì tôi vẫn chưa thấy Honey ta sử dụng bất cứ một lần nào, nhưng mà Sài Gòn Phantom họ đón đầu luôn và họ lấy ngay luôn đó là cả vị trí Senna. Thì một câu hỏi được đặt ra là bên phía Eagle Esports Honey sẽ đem ra vị tướng xạ thủ nào? Ít nhất là cũng không phải là hết đường chơi dành cho Honey khi hiện tại Corki là vẫn còn. Bên cạnh đó chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là bên phía của Ego Esports cũng đã rất chủ động với việc cấm chọn này, khi mà họ biết nhiều vị tướng xạ thủ kia bị cấm đi thì Senna có thể là một trong những lựa chọn mà Sài Gòn Phantom có thể nhắm tới ở những cấp độ đầu tiên. Vì Gragas và Galio là hai chất tướng có thể đi được cùng với Senna ở trong cặp đôi đường rồng, vì vậy và đi một cách mạnh nữa. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng hai lượt cấm này cũng khá là ổn đến từ bên phía của Ego, và đổi ngược lại thì họ có được một chất tướng khá mạnh về mặt sát thương, đó là Zeke ở trong đội hình, bên cạnh đó là Akali. Vì vậy hai vị trí của Ego đã được lộ một cách khá rõ ràng rồi. Thì tức là bộ chống chịu đến từ bên phía của Ego ở những tình huống sắp tới sẽ nhắm vào từ vị trí đi rừng cũng như là vị trí hỗ trợ nữa. Thì trước mắt là Javan đã được lựa chọn rồi. Trong khi đó bên phía của Sài Gòn Phantom thì Wiz trong trận thi đấu này ta sẽ được sử dụng một chất tướng là sát thủ, đó là Zed trong đội hình. Và với những được cấp như thế này thì một cái sự thật đó là tất cả những vị tướng ở khu vực đường Balon đang mạnh ở thời điểm hiện tại đều đang được hở ra, và điều đó sẽ khiến cho bên phía của Eagle Esports cũng như là Sài Gòn Phantom họ sẽ có nhiều cái sự lựa chọn hơn dành cho khu vực đường đơn của mình. Nhưng mà tôi thấy con Jin đã được khóa vào trong tay của Gunner, như vậy thì Jin sẽ đi với Senna ở khu vực đường dưới, trong khi đó thì Eagle Esports Nasus. Nasus à? Có vẻ như là mấy thi đấu này thì Sài Gòn Phantom họ muốn chơi bài rồi. muốn thử. Thực ra thì có một điểm hay giữa bên phía của Sài Gòn Phantom trong trận đấu này là họ nhắm rất nhiều đến giai đoạn cuối trận đấu, khi mà cả Nasus cũng như là Senna đều là những tướng phải mạnh khi họ bắt đầu có được những lượng tích stack từ nội tại của mình. Với Senna là những lượng linh hồn, còn với đó là Nasus là những tình huống farm quy, farm chiêu một của mình thì đúng hơn, xin lỗi các bạn. Trong khi đó thì khả năng cấu diệt đến từ bên phía của Ego cũng là khá ổn ở thời điểm hiện tại, và khác với những gì mà tôi dự đoán thì họ sẽ chỉ để khả năng chống chịu đến từ vị trí đi rừng trong tay của Javan, của Rizek mà thôi. Trong cái hỗ trợ của họ lại tiếp tục là một Nami và một đội hình rất nhiều sát thương đến từ Sài Gòn Phantom đã được hình thành. Một trận đấu rất thú vị khi mà Sài Gòn Phantom đã bắt đầu thử nghiệm đội hình của mình với việc để Jin đi cùng với Senna và có Nasus trong giải đấu. Và việc mà Nasus mà đi đối đầu trực tiếp với Akali ở phía bên kia thì đánh giá đây là một kèo thi đấu thua nha. Và chúng ta cùng chờ xem là Sài Gòn Phantom họ có muốn đổi đường hay không đây, hay là vẫn sẽ để Gonny đối đầu trực diện với Bam Bam ở phía bên kia. Ngay những giây phút đầu tiên thì đã có sự chạm chén và khả năng cấu máu đến từ Akali là hoàn toàn nhỉnh hơn. Có ngay một cái sách phép đến từ cái món trang bị đầu tiên khởi động đến từ với Gonny. Thậm chí là Gonny còn sử dụng đó là triệu hồi Ari ở trong cái bảng ngọc bổ trợ của mình nữa, chứ không phải là những ngọc mà tăng khả năng chống chịu dành cho Nasus. Thì có lẽ đây sẽ là một Nasus full sát thuật, full sức mạnh phép thuật hay sao đây, với những tình huống tung chiêu 3 của mình là rất nhiều sát thương.
tôi nghĩ là cái lối lên đồ đó là nó phù hợp ở thời điểm hiện tại dành cho Gondi mà thôi. Khi mà nếu như bạn lên khả năng chống chịu thì bạn sẽ không tài nào mà chạm lính được với con bạn Akali ở phía bên kia cả. Và việc bạn lên cho mình đó là sát thương phép thuật đó, thì ở những Q3 của mình thì bạn có khả năng là farm từ xa nó sẽ tốt hơn và an toàn hơn, tránh việc mà bạn bị cấu máu bởi Akali. Chiến công đầu đến từ bên phía của Ego Esports, đó là mạng chiến công đầu thuộc về đó là Edril. Trong đội hình trong đó AAK bắt đầu rồi, sát thương với Juno. Hani sau có được mạng chiến công đầu, anh ta cũng đã phải nằm lại một pha bắt bớ và sau đó thứ thương một cách rất cởi mở đến từ bên phía của cả hai bên. Thậm chí Black One tốc biến theo, sau đó là sóng âm vào vị trí của Rezek chứ không phải vào vị trí của Sun. Đó là một tình huống tung sóng âm tự động cắt chiêu rồi chứ không phải là do Black One vuốt chiêu nữa. Trong khi đó AOK có được mạng hạ gục đến từ bên phía của Juno, và nên nhớ sát thương ra là trận đấu thì AOK hoàn toàn vượt trội hơn Juno là điều dễ hiểu. Đúng như vậy, mới gần khoảng 2 phút trôi qua của ván thi đấu này thôi là cái thế trận nó vô cùng là cởi mở đến từ cả hai đội tuyển. Hai đều đó là tỷ số về mạng hạ gục dành cho cả hai đội tuyển, nhưng mà ở đây Reject anh ta tiến lên khu vực đường trên muốn nhăn vào người Gondi nhưng đã đi qua mắt, có vẻ như là chỉ là tình huống cố gắng đẩy lường giùm cho đó. Bấm thôi, đứng dưới băng trụ. Juno là người đang rất thấp máu và đó là Lee Sin trở về. Black One đã có được mạng hạ gục của mình và tiếp tục là Hani đang cố gắng phòng ngự ở đây với chỉ một mình mà thôi. Anh ta mất dịch chuyển của họng, sau đó thoát ra khỏi nếp vết chết chóc đến từ phía dưới trong tay của Sunner, và anh ta cũng đã gỡ được lại một mạng hạ gục khi Black One bị tấn công bởi lượng sát thương đến từ trụ lửa linh hồn cấu máu vào vị trí của Rezek. Sau đó sử dụng trợ của mình bổ vào đầu của Rezek. Rezek không cướp được con bùa xanh trong pha thi đấu này, mạch đã lùi. Có lẽ là Gondi có đang rất là ngại, có nên ăn con bùa xanh này không nhỉ? Chắc là đồng đội của mình cũng sẽ thông cảm thôi. Và ta anh ăn cho một cách ngượng ngùng nhưng đầy sung sướng, đó là Nasus trong tay của Gondi. Đúng là như vậy, và có vẻ như là bạn Lee Sin thì cũng không cần cái bùa xanh đó cho lắm, cho nên nhường lại cho Gondi để Gondi có khả năng hồi phục năng lượng ở dưới đoạn đi đường để có thể farm trước Akali phía bên kia. Nó sẽ là điều mà dễ hiểu hơn. Trong khi đó thì ở phía ngược lại, ở dưới bản đồ khu vực đường dưới, ba mạng hạ gục nó đang nằm trong tay ở vị trí của Senna AOHK. Và các bạn nên nhớ rằng, và nếu như những mạng hạ gục đó nằm trong tay của Winner hay thậm chí nằm trong tay của AOHK thì nó đều hợp lý cả, đều ok hết. Bởi vì nếu như ở đoạn cuối của ván thi đấu thì cái lượng sát thương đến từ con bài Senna này nó sẽ tương đối phục vụ nào đó sẽ mạnh hơn. Ừ. Và vẫn là những thế trận mà hai bên rất chịu khó giao tranh, rất chịu khó giao tranh, chịu khó bằng trụ. Đánh vì hướng phòng ngự của đội bị tấn công thì cũng là rất hợp lý. Khi mà hiện tại tỷ số về mạng hạ gục là 4-3 rồi cho cái bên. Nếu thủy cục chính xác vào người của AOK. Sau đó là những tình huống farm an toàn đến từ cái bên mà thôi. Chắc có lẽ là phải chờ những tình huống gank của những người chơi đi được, đi rừng thì chúng ta mới có được những cái diễn biến hay ho để có thể theo dõi kế tiếp. Kiểu như tình huống này chẳng hạn, dựng sân khấu từ thân lên, phát bắn đầu tiên là không chính xác, ràng buộc chính xác vào người của Nami trong tay của Juno, tạo tiền đề Black One có được một tình huống tung sóng âm. Sau đó anh ta cũng đã bị trả ngược sát thương đến từ cung ánh sáng của Edril. Và tiếp tục là đổi 1-1 đến từ cái bên, những người phải nằm lại là Lee Sin, người chơi đi rừng của Sài Gòn Tôm. Trong khi đó Ego chỉ mất đi người chơi hỗ trợ mà thôi. Đúng như vậy, nếu nhiều đó một pha găng như vậy là lỗ cho bên phía của Sài Gòn Tôm. Khi mà bạn lấy người chơi đi gần để đổi lấy mạng của người chơi hỗ trợ thì nó là lỗ chắc chắn rồi. Và có vẻ như cái mục đích, cái chiến thuật của Sài Gòn Tôm ở ván thi đấu đầu tiên này nó đã quá rõ ràng là họ sẽ đánh mạnh xuống khu vực đường dưới, trong khi đó khu vực đường trên muốn solo đến từ Bam Bam, nhưng Luna vô cùng nhanh chóng tốc biến cùng với đó là sử dụng lá chắn của mình để thoát lui an toàn. Và bên phía Sài Gòn Tôm tấn công vào ngay con dòng lửa khi mà Rezek lộ mặt ở khu vực nửa trên của bản đồ. Sau đó Rezek cũng biết rằng mình không thể đến tranh chấp kịp với đối phương, vì vậy anh ta đã chủ động lấy lại cho mình con sứ giả. Đây sẽ là một trong những tiền đề để Rezek có thể ép chặt vào vị trí của Gondi. Trong khi đó nửa dưới của bản đồ tiếp tục là tình huống kèm không cho thở đến từ bên phía của Black One vào cặp đôi Hani cũng như là Juno. Và sóng âm chính xác, Black One có mạng hạ gục của Hani. Chắc chắn là có cái tư thù cá nhân nào ở đây, chứ người bình thường không thể thi đấu một cách khó thở như thế này được. Từ việc cấm đến ba vị tướng xạ thủ, cho đến việc kèm cho không cho chơi game, Rezek bị dính chiêu cuối đến từ vị trí của Z, bị găm và anh ta bị lên bảng đếm số sau lượng sát thương được dồn vào một cách quá nhanh chóng và dồi dào. Tôi nghĩ là không phải tư thù cá nhân đâu, và cũng có thể là bên phía đó là một sự tôn trọng dành bên phía của Sài Gòn Bình Tâm, khi mà họ biết cái đường mạnh nhất đến từ bên phía của Ego Esports là ở khu vực ở vị trí xạ thủ Hani, cho nên cam vào Hani đó là điều mà bên phía Sài Gòn Bình Tâm họ đang hướng tới, và họ đang quá là thành công với cái việc đó khi mà họ liên tục để cho Hani không thể nào được farm. Và thứ nhất không nhầm thì Hani đã phải nằm xuống 4-3 lần ở trong ván thi đấu đầu tiên này với vị trí Edril. Nếu như tôn trọng vào Edril thì có lẽ là không tôn trọng Nasus của Gondi. Black One nói rằng tao có lên gank cho mày thì cũng không có chiêu gì để giữ chân đối phương. Gank sẽ là rất khó, hoặc thậm chí là sẽ là double kill dành cho Pam Pam. Nên thôi, xuống gank cho Gunner cái này ok, có lẽ là có nhiều cái sự hiệu quả hơn.
Và có lẽ điều hiệu quả đó cũng đã được tiếp tục diễn ra khi đẩy Goni xuống cung lửa dưới và Black One chỉ chơi với gặp nơi với OK mà thôi. Và tạo tiền đề cho Ego lấy được trụ với 3 thành viên ở khu vực nửa dưới bản đồ. Và con sứ giả cũng được tạo ra để chắc chắn là trụ này sẽ thuộc về bên phía của Ego rồi. Nhưng mà trong khi đó ở khu vực nửa trên bản đồ thì bên phía Saigon Phantom họ cũng sẽ đổi lại được một trụ mà thôi. Và nếu như họ lấy được trụ đó thì họ vẫn sẽ là đội mà có lời hơn về tỷ số trụ khi mà họ dẫn trước đó là 2-1. Và khá là hiếm hoi trong bảng thi đấu này thì đó là Honey anh ta cũng bị hỏi thăm đến từ bên phía của Black One khi mà Honey vẫn ở khu vực nửa dưới bản đồ. Trong khi đó Black One cùng với hai người đồng đội của mình đã dịch chuyển lên khu vực nửa trên. Và ở khu vực nửa trên thì không còn bất cứ một mục tiêu lớn nào để cho Saigon Phantom họ có thể kiểm soát cả. Và họ sẽ dịch chuyển bộ đội đường dưới của mình ra khu vực đường giữa để có thể kiểm soát thế lính. Và cùng từ đó cùng với Black One tiến vào khu vực lửa bên phía của Ego để cắp mắt. Đồng ý. Và Black One đang tỏ rõ ý đồ muốn bóp nghẹt đối phương khi đang đánh trên nửa sân của đối phương chứ không phải đánh phần sân nhà mình nữa. Và khi nhìn vào những món trang bị đến từ bên phía của Goni thì có lẽ cái sách ra đầu trận đấu nó chỉ là một món trang bị để cho những cấp độ đầu tiên tình huống lửa tâm linh của chúng ta có thêm lượng sát thương mà thôi. Còn lại ta vẫn muốn lên những món trang bị theo dạng bổ trợ cho tình huống đánh chiêu một của mình. Có thể là cái giáp tam hợp kiếm sẽ sắp được lên thành công đến từ bên phía của Nasus. Như vậy thì trong ván này anh ta sẽ không quyết định lên cho mình là sát thương phép. Và anh ta sẽ quyết định lên cho mình đó là semi tăng khi mà món trang bị đầu tiên sẽ là tam hợp kiếm cung cấp cho anh ta một cái lượng sát thương nhất định. Sau đó thì sau khi hoàn thành tam hợp kiếm sẽ lên cho mình đó là những món trang bị chống chịu. Đây là một lối lên trang bị là tôi nghĩ là hợp lý hơn việc mà đó là Nasus lên cho mình đó là sát thương phép thuật. Và chúng ta đang thấy việc cặp đôi xạ thủ ở khu vực nửa dưới của bản đồ đến từ bên phía Saigon Phantom đều lên cho mình đến hai cái gươm đồ tể. Đây sẽ là lượng mà nhắm thẳng vào khả năng hồi phục đến từ vị trí của Juno, khiến cho những tình huống đánh lượng sát thương lớn đến từ Saigon Phantom sẽ là thốn hơn và nó sẽ là hiệu quả hơn. Trong khi đó đường trên đang là tình huống muốn setup tấn công với ba người vào vị trí của Whis, nhưng Whis dọn lính rất nhanh với con Z và khiến cho thế trận băng trụ là khó khăn hơn rất nhiều dành cho bên phía của Ego. Đúng là như vậy, và khi mà bộ đôi đường rồng của bên phía sau bên tâm đẩy ra khu vực đường giữa thì khả năng kiểm soát lính nó sẽ là nhỉnh hơn so với con bài Zeke ở phía bên kia. Trụ đang bị tấn công đến từ bên phía của Gunner cũng như AFK. Một lớp đắp trụ đã bị bóc đi, sẽ có hát đắp trụ hay không đây, nhưng mà khá đáng tiếc một đồ đánh thường nữa sẽ có được cho mình đòi lợi, đó là giáp đắp trụ thứ hai được kia. Whis phải phòng ngự với ba thành viên gây áp lực khu vực nửa trên của bản đồ. Pam Pam ở ngược lại thì phải bị chịu sự áp lực đến từ hai thành viên của đối phương. Nhưng đâu đó Zeke đến từ vị trí của Sun cũng đã hỗ trợ cho anh ta phòng ngự đợt lính này. Trong khi đó phía bên kia Z của Whis không thể có được điều đó, vì vậy anh ta đã mất đi cái trụ đầu tiên khu vực đường Baron. Lượng trụ được kéo giãn về cân bằng dành cho Ego ở thời điểm hiện tại, và họ cũng chỉ thua thiệt với đối phương khoảng 4.000 tiền mà thôi. Nhưng hai bùa lợi rồng có được đến từ phía Saigon Phantom khiến cho cái thế trận của họ dễ dàng hơn rất nhiều ở những tình huống thi đấu sắp tới. Và đã là 30 linh hồn dành cho Fisena trong tay của AOK rồi. Đúng vậy, và nếu như cả hai đội hình này mà nhìn khoan đã không được giữa Gunner, anh ta bị bắt tới một cú ánh sáng nhưng không đủ tóc biến lên, nhưng không tiện được vẫn dứt điểm được, đó là reject giao tranh có tiếp tục nổ ra hay không đây khi mà quan anh ta đang ở khu vực này. Có lẽ là buộc không chính xác. Trong đó Whis cũng đã cầu máu rất đau vào người của Sun, nhưng bằng một cách nào đó anh ta vẫn không bay vào đội hình. Chắc là chờ cho Sun mất đi kiệt sức anh ta mới dám bay vào. Nhưng đó là khoảng thời gian mà Sun đứng rất thấp trở lại và quăng bom. Black One đang muốn làm một tình huống TikTok nhưng Pam Pam lui về và cũng không còn giao tranh diễn ra nữa. Nhưng bắt cũng là rất triệt để đến từ Ego với bộ đôi Zeke ra vàn. Và khi úp lầm được Gunner vào thì siêu bom địa ngục giáng xuống là lượng sát thương khổng lồ. Và Reject cũng đã gỡ lại những mạng hạ gục dành cho những đồng đội của mình. Và không chỉ đó là siêu bơm đi gục đầu mà thậm chí đó là cả cung ánh sáng đến từ con bài SQ trong tay của Honey được bồi vào ngay sau đó nữa. Tôi đã nói trước đó là nếu như cả hai đội hình này muốn đánh về giai đoạn sau của ván thi đấu, đó chính là giai đoạn late game, thì có vẻ như đây là cả hai đội tuyển mà lượng sát thương nó đều cân bằng. Khi mà bên phía Ego có được cho mình đó là mà khoan đã găng vào người của đó là bam 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 vô cùng nhanh chóng, sử dụng tốc biến vẫn lao vào, đó là Black One. Và quay ngược trở lại giật bóng to quay, sau đó Pam Pam vẫn có thể lấy được cái giáp thiên thần đến từ vị trí của Black One. Sóng ngân được tung ra ở một khoảng thời gian khá xa và cái đồng hồ ngưng động khiến cho Black One outplay được những chiêu thức của đối phương, thậm chí là nộ long cước đẩy được một người và hất tung được một người. Black One thoát về và mất cho mình đó là cái giáp thiên thần trong cái đường giữa, một tình huống lửa tâm linh lấy địch đi 1/3 lượng máu đến từ Sun. Có lẽ cũng là một chiêu thức có khá nhiều sát thương ở thời điểm hiện tại đến từ vị trí của Goni. Tôi nghĩ rằng đó là một, đây là ván thi đấu mà anh ta sử dụng vị tướng Nasus mà nâng full cho mình, đó là chiêu lửa tâm linh, đó là chiêu thức thứ ba của anh ta. Còn ở giai đoạn trước đó thì khi mà bên phía của Black One nhắm vào người của Bam Bam, khiến cho Ego Esports phải cử hai thành viên của mình xuống để cover cho Bam Bam. Và ở khi đó ở khu vực đường giữa chỉ một mình Sun với con Magic là không đủ
khả năng để phòng thủ được những đợt lại những đợt đẩy đến từ Gunner cũng như đó AOHK chủ đầu tiên ở khu vực giữa đã có cho bên phía Sài Gòn Tâm. Như vậy là cả tất cả dàn trụ ngoài của Ego Sport đã bị bóc đi. Có lẽ là những sự vui chơi của Black của Sài Gòn Tâm ở đoạn đầu trận đấu có lẽ là nên cần nghiêm túc lại ở khoảng thời gian này, khi mà lượng sát thương đến từ Eru cũng như là Corki, xin lỗi các bạn, đó là Zik, rất là lượng sát thương vô cùng lớn để có thể cấu vào đội hình của họ, với việc là họ có đến hai chất tướng theo dạng xạ thủ, khả năng chống chịu của họ là khá mềm. Và đặc biệt với con Nasir cũng là lên sát thương chứ không phải lên chống chịu. Hiện tại có là có một dấu ấn tử thần bị ngắt đi bởi đồng hồ ngưng động đến từ vị trí của Pam Pam, rất đơn giản với việc play chiều cuối của Z trong tình huống vừa rồi. Nhưng mà cái chiều cuối dấu ấn tử thần của Z nó sẽ hồi nhanh hơn. Với cái đồng hồ kép của Pam Pam thì chắc chắn xong những tình huống ngay sau đó thì áp lực là vẫn sẽ có lên người của Pam Pam. Và Pam Pam ở trong ván thế này anh ta lại lấy cho mình đó là việc hỗ trợ lá trắng. Cho nên ở những tình huống ngay sau đó anh ta cần phải chơi một cách cẩn trọng hơn nếu như không muốn để Z cấu máu trước. Và sau đó sử dụng chiêu cuối của mình dứt điểm được Pam Pam. Khi đó thì Pam Pam sẽ mất đi hoàn toàn những cái quyền định đoạt ở ngay phần đường của mình. Phong tần kiếm và vô cực kiếm là hai món trang bị đã được lên thành công đến từ vị trí của Gunner. Những phát bắn đặc biệt là ở đòn đánh thứ tư sẽ là vô cùng thốn ở khoảng thời gian sắp tới. Và anh ta vẫn đang tiếp tục có được một khoảng trống để farm khá rộng rãi, với việc mà những đồng đội của anh ta đã có được lấy được khoảng bản đồ là ưu việt hơn đến từ bên phía của Sài Gòn Atom. Con rồng thứ ba của trận thi đấu là con rồng nước. Đây sẽ là mục tiêu cần được tranh chấp đến từ phía của cả hai bên, trong khi đó hai người chơi đi rừng đang va chạm vào nhau ở khu vực nửa trên của bản đồ. Để xem nào, 4.000 tiền là lợi thế bên phía Sài Gòn Bình Tâm, họ đang có ba trụ họ có, trong khi đó Ego mới có hai, một trận hỗn lao vào cúp đỏ vô cùng là nhẹ nhàng đơn giản của Black One. Hành này cay rồi, Kamai cay quá đầu game, Kamai nào cay lắm nhưng không làm gì được, cay lắm nhưng không làm gì được vì đối phương vẫn thoát đi và có sóng thần tung ra đến từ vị trí của Nami, nhưng đối phương vẫn còn một nửa lượng máu và có thể lui về thành công. Dựng sân khấu từ lên, từ hắn lên đến từ vị trí của Gunner. Anh ta bắt đầu tỉa, anh ta bắt đầu tỉa với vị trí của Reject, nhưng Reject vẫn có thể chống chịu được và thoát về với một lượng máu khá thấp. Black One vẫn đang cố gắng mất máy và gây khó chịu lên đội hình của đối phương. Và khi nhiều thành viên của Ego phải biến về rồi thì con rồng sẽ mở ra là cho bên phía của Psycho Phantom. Chắc chắn là như vậy rồi, sẽ không có bất cứ một cái áp lực nào cho bên phía của Black One để có thể mất đi con rồng thứ ba của ván thi đấu này cả. Và những lợi thế đang dần dần là có cho bên phía của Psycho Phantom để họ có thể đẩy mạnh cái quả cầu tuyết này của mình. Và cái điều mà họ cần ở trong ván thi đấu này đó chính là con Baron để họ có thể tiến vào cái dàn trụ hang của Ego Esports. Có lẽ nếu trận thi đấu này mà Ego có thể thắng bằng một cách thần kỳ nào đó thì chúng ta nên trao một danh hiệu game thủ vượt khó dành cho Hani, vì anh ta đã bị đối phương tạo rất nhiều sự khó khăn ở đây. Đấu trận đấu cầm cho đánh nhau. Akali là cần hai, đúng là như vậy. Và AKB 2 cũng rồi, con đi chả thể làm gì được với Pam Pam, tại vì anh ta không có hiệu ứng khống chế, đó chỉ là cái làm chậm đến từ hiệu ứng lao hóa mà thôi. Lách ra được nét vẽ tử thần và thủy ngục bốc được Goni lên. Goni đứng nhìn đồng đội của mình bị hạ gục một cách vô dụng, sau đó anh ta bị tấn công bởi Hani. Reject đến với một combo, đang chờ một tình huống tung chiêu cuối, tóc biến lên tung cũng được, tóc biến lên tung chiêu cuối cho chắc, nhưng không, anh ta vẫn giữ được đối phương với tình huống dẫm đại địa chất của mình. Black One đang đứng ở một góc để chờ một tình huống lao vào sau khi bị cầu máu đến từ vị trí của Gunner. Có lẽ là chọn mục tiêu đó là Zuno. Zuno vẫn thoát được đi và có sự bảo kê của những người đồng đội. Theo gõ nửa dưới của bản đồ thì Z đã tranh thủ để lấy được lượng máu khá lớn của cái trụ thứ hai cung đường rồng. Đây là điểm yếu đội hình bên phía của Sài Gòn Tâm, họ thiếu đó chính là cái khả năng hiệu ứng khống chế. Không có đến bất cứ một thành viên nào của Sài Gòn Tâm cả, nếu có thì đó sẽ là cái chiêu gàn buộc cũng như đó là thiết bị chết chóc của đó là riêng trong tay của Gunner. Nhưng mà hai chiêu thức này cần phải sử dụng một cách định hướng và cần một cách chuẩn xác mới có thể giữ chân lại được. Và tình huống đó thì Bam Bam anh ta vô cùng là đơn giản, vô cùng là chỉ cần nhảy múi trong cái vòng khôi của mình, hạ gục được Awaka. Gunny bất lực khi mà để người đội của mình phải nằm xuống chiếc mũi. Bắt đầu quay xe đến từ bên phía của Goni rồi. Lên một cái sách phép, sau đó thấy không thơm nên lên cho mình cái tam hợp kiếm. Sau đó thấy mình hơi giấy trước những tình huống băng cắt vào của Papam nên bắt buộc phải lên cho mình một cái giáp tâm linh. Sau đó thêm một cái món trang bị nữa để gia tăng khả năng chống chịu dành cho mình. Có một món trang bị mà có từ lên sắp tới đến từ bên phía của Goni để gia tăng khả năng chống chịu cho đội hình bên phía Sài Gòn Phantom. Bên cạnh đó thì Black One cũng đã bắt đầu phải hướng đến cho mình những món trang bị chống chịu rồi. Và một tình huống băng vào, nhắm vào mục tiêu đó là Reject. Đẩy Reject ra, Reject tốc biến lao theo và mất tốc biến để thoát ra khỏi đại địa chấn đến từ vị trí của Reject trong pha thi đấu vừa rồi. Trong cái đường dưới Pam Pam đang phải cân hai. Trong pha thi đấu của mình, Pam Pam có cân hai được không? Có cung ánh sáng được tung ra để hỗ trợ, nhưng cung ánh sáng nó không chọn được lính trong pha thi đấu vừa rồi. Anh ta nhắm mục tiêu vào vị trí đó là Whis. Whis giật bóng về, sau đó vẫn lao theo khả năng được chơi đến từ vị trí của Pam Pam.
Hatam đang sử dụng một tình huống phi tiêu năm cánh là không chính xác, nhưng Goni cũng không có điều gì để có thể truy đuổi theo anh ta. Bắt đầu ngay ngược trở lại, Whis có mạng hạ gục của Pam Pam. Sau đó anh ta mất đồng hồ ngưng ngọng, sau đó bị tấn công bởi Sun. Sun cũng đã gỡ gạc lại mạng hạ gục cho người đồng đội của mình. Suno đến không thể hồi phục được cho Sun trong pha thi đấu vừa rồi, nhưng đường giữa đang là mục tiêu bị tấn công đến từ bên phía của Ego. Trong khi đó Blackham cũng tranh thủ lấy được trụ đường trên của đối phương, đó là trụ thứ hai. Vì vậy đổi tất cả các mục tiêu thì có lẽ bên phía Sài Gòn Tôm vẫn là người có lợi hơn khi họ có được trụ thứ hai của đối phương. Đúng như vậy, nếu như mình xét về mạng hạ gục thì cả hai bên đều huề đúng không? Khi mà Whis nên nằm xuống, trong khi đó Bam Bam Sun nằm xuống, nhưng mà Sabotum họ lại có được cho mình liên tục là hai trụ, trong khi đó phía lại Ego Sport chỉ đổi lại được một cái trụ khu vực đường giữa mà thôi. Như vậy tổng hòa lại thì bên phía Sabotum họ vẫn đang là người có lợi thế hơn sau những pha tranh chấp vừa rồi, và ở thời điểm hiện tại lượng tiền đang hơn đó là 6.000 tiền pha lòng. Chúng ta đang được xem đó là những stack đến từ linh hồn của Gunny ta đang có, như tôi nhìn vào nhưng không thấy thì phải. Nó không hiện rồi, có lẽ bây giờ phải gọi điện cho Gunny hỏi xem là bao nhiêu rồi chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn. Còn nếu không thì thôi, chắc là nhìn vào lượng, không nhìn được vào đâu để có thể biết điều này nhỉ. Một trong những thiếu sót về Nasus ở phiên bản hiện tại. Nhưng không sao, chúng ta hãy nhìn vào cách anh ta có thể cân đội hình đối phương, hoặc là nhìn vào những tình huống mà anh ta bổ chiêu một của mình. Một bổ mất tầm khoảng 2/3 lượng máu của một con xe. Tôi nghĩ thời điểm hiện tại cũng là có thể giao tranh được rồi, đến từ con Nasus của Goni. Nhưng mà nó thực sự là vẫn hơi tù với một Akali phía bên kia đến từ Bam Bam, là quá cò quay. Đúng là như vậy. Và chúng ta cùng chờ xem trong những phiên tranh thì Goni anh ta sẽ làm gì với vị tướng đó là Nasus của mình. Và nếu như anh ta không làm được thì cái nhiệm vụ duy nhất của anh ta chắc chắn chỉ là cố gắng đẩy lính và phá hủy đi những cái công trình đến từ bên phía Ego Sport mà thôi. Đứng tập trung người là ở khu vực đường giữa Dinner áo AK với đoàn Black One. Goni cân 2, lão hóa vào vị trí của Pam Pam. Sau đó thì sao? Chắc là không còn sau đó nữa khi anh ta bị truy đuổi một cách rất gắt gao đến từ vị trí của Hani. Và Hani vẫn có được mạng trong pha thi đấu vừa rồi. Có lẽ anh ta đã có được 5 điểm hạ gục rồi. Một cái đây cũng là khá ổn với một người chơi bị chăm sóc quá đặc biệt đến từ phía Sài Gòn Phantom. Nào anh xem nào, khi mà ở thời điểm hiện tại thì con rồng ngàn tuổi nó vẫn chưa ra, nhưng hay chính xác hơn nó đã xuất hiện rồi. Và khả năng khiến tầm nhìn đến từ bên phía Sài Gòn Phantom là nhỉnh hơn hoàn toàn so với Ego. Reject lao lên nhưng bị trả sát thương là khá đau. Anh ta chỉ còn một nửa lượng máu, lao vào với phóng phi tiêu đó là Pam Pam, sau đó sử dụng đồng hồ ngưng động để thoát ra khỏi cái dấu ấn tử thần. Sau đó anh ta truy đuổi theo vị trí của Whis. Hãy nhìn vào hai con sát thủ đi, nó bay múa nhiều lắm. Gunner thì bị trói chân, bị giữ chân bởi các thành viên bên phía của Ego. Ego trả sát thương là khá đau. AKB bắt đầu Hani. Hani có mạng hạ gục Killing Spree của mình, một game thủ vượt khó mà Ego đang có. Và họ đang khiến cho trận thi đấu này của Sài Gòn Phantom đi xa hơn những gì họ tưởng tượng. Đó là Black One đang phải đi bụi với sự truy đuổi của Juno. Sóng thần được tung ra, Hani có được điểm hạ gục thứ 6 của mình trong trận thi đấu này. Hani đã bắt đầu kích cao tiếng gãy của mình rồi. Chạm ai ở những đầu game hả bạn? Và ở thời điểm tại thì Hani anh ta bắn hết tất cả những người có mặt bên phía của đội hình Sài Gòn Phantom. Goni có mặt ở đây nhưng Goni cùng với đó Gunner, đây là hai đứng vô cùng là tụ, làm sao nào tranh chấp được lòng mình ở đây. Mà tranh chấp được thì cũng là khá hay. Giữ được dòng đến từ vị trí của Hani. Và Hani hủy diệt đội hình của Sài Gòn Phantom trong trận thi đấu này. Double kill dành cho Hani, hãy gọi tên Hani đi. Vì anh ta đã vượt qua cái tuổi thơ của mình một cách quá thuyết phục. Trong ngày hôm nay, Hani nói rằng Sài Gòn Phantom đừng bao giờ khinh thường người khác. Đúng rồi, khinh thường người khác. Và cái kết Hani 7932, 17.000 tiền là những gì anh ta có, sắp sửa full đồ với cái món cái kiếm bé cuối cùng anh ta. Từ lúc nghe rằng anh ta sẽ lên tới mình, đó là cái mình sau tình huống này có giáp thiên thần luôn. Và khi đó Hani là bất tử, bởi vì tất cả hành vi đến từ bên phía của Sài Gòn Phantom là không thể nào chạm vào người được của Hani cả. Và thậm chí lối lên giày của Hani cũng là một lối lên giày khá hợp lý ở trong trận thi đấu này. Khi anh ta lên được cho mình đó là giày giáp gai. Với giày giáp gai thì dường như là một cú tát và sự khinh bỉ đến từ vị trí của Goni. Khi anh ta nói rằng lượng sát thương phép thuật của các bạn không là bao nhiêu, nên tôi lên lượng giáp để có thể an toàn hơn ở những tình huống bắn của mình. Và đúng là như vậy, anh ta vẫn được bắn rất sâu trong giao tranh. Và anh ta cũng không gặp quá nhiều nguy hiểm với lượng sát thương phép mà Goni có thể gây ra ở thời điểm này, đặc biệt là khi có được cho mình cái gươm phục hận. Dường như đây chính là một cái gươm mà Hani muốn nói rằng mình muốn phục hận về Sài Gòn Phantom. Tình huống sử dụng thủy thần kết hợp với đó là đại địa chấn, và mục tiêu được lựa chọn đó là Black One. Black One bị dính đó là kiệt sức, nhưng Reject phía bên kia chống chịu là quá lâu cho giao sảnh. Whis là người có mạng hạ gục, sau đó là những tình huống bay lên đến từ vị trí của Pam Pam. Pam Pam bị dính ràng buộc, sau đó Pam Pam sử dụng đồng hồ ngưng động để tránh đi lượng sát thương có thể dồn vào đến từ bên phía của đối phương. Sau đó Pam Pam thoát về bên phía Ego, mất đi một người, đó là Reject.
cần phải tập trung hơn trong những tình huống giao tranh như thế này. Khi mà anh ta lao vào nhưng mà những người đồng đội của anh ta lại không theo kịp, vì chắc nằm xuống bên phía Sài Gòn Phantom họ đang có lợi thế hơn về người, khi mà người chơi đi gần bên phía Vigo đang trên bảng điểm số. Họ có muốn tiến vào ăn con bao lâu hay không đây, khi mà Lách Quanh cùng với những đồng đội của mình đang ở khu vực nửa trên bản đồ. Nhưng có vẻ như là họ vẫn chưa quyết tâm là ăn con bao lâu này. Đã có những tình huống khởi động con bao lâu rồi, khi mà Goni đang tấn công vào con bao lâu trước. Giữa bom cùng ánh sáng sẽ là bộ đôi combo để làm mềm đội hình đối phương. Trước mắt là Whis đang cân vốn ở đây. Anh ta mất đồng hồ đứng ngộp. Và đây là siêu bom địa ngục. Nó đúng là một địa ngục dành cho Sài Gòn Anton khi họ đã mất đi đến hai người. Đó là Whis, đó là Gunner, đó là Redgun. Và đó là Zepsor dành cho Ego. Goni là thành viên cuối cùng sống lại trong pha thi đấu này. Anh ta chỉ là một bao cát mà thôi. Triple kill dành cho Hani. Và anh ta sẽ nói lại câu này một lần nữa: đừng bao giờ khinh thường người khác. Kinh thường người khác, và cái kết là 1-0 dẫn trước trên bên phía của Ego. Số họ không cần Tomalon, họ để cho bên phía của Sài Gòn Tom ăn Tomalon và họ tiến vào, họ ưu vào phần quét thành tất cả thành viên của Sài Gòn Tom ở trong hang Balon đó. 1-0 là tất cả những gì của bên phía Ego số họ có được, vô cùng là xứng đáng sau một giai đoạn đầu mà Honey vô cùng là khó khăn khi mà bị cam liên tục bởi đó là Black One. Có lẽ đây sẽ là trận thi đấu mà tôi rất hả hê và tôi rất vui mừng dành cho Ego. Vì họ đã dạy cho Sài Gòn Phantom một bài học. Đây là một bài học về mặt chọn tướng ở khu vực đi đường. Đừng làm hư những bạn trẻ ở trong rank. Với ngày hôm qua là một con As ở vị trí hỗ trợ, ngày hôm nay là một con Nasus ở khu vực đường Baron. Nếu như nó thắng ngày hôm nay thì thôi, thực sự là hủy diệt buổi rank của buổi tối ngày hôm nay. Nhưng may mắn rằng Ego đã chứng minh cho các bạn khán giả thấy Nasus không phải là một chất tướng đáng được đưa vào để thi đấu. Nên là như vậy. Quá vì thế... đó là một chiến thắng mà Hani đã có được đến 12 mạng hạ gục khi bị đối phương phong tỏa ở cả giai đoạn cấm chọn lẫn giai đoạn đi đường. Anh ta bị Black One ganh liên tục vào đầu, nhưng cuối cùng thì anh ta đã vượt lên gian khó và có được 12 mạng hạ gục trong trận thi đấu này. Tôi đang nhìn vào đó là Hani, khi mà anh ta có 7 cố huy hiệu trên người của mình, như vậy tất cả những thứ trong ván thi đấu đầu tiên đều thuộc về anh ta cả. Lượng sát thương của anh ta thậm chí còn nhiều hơn cả đó con bài xích nữa, đúng không? Khi mà chúng ta biết được rằng xích là một vị tướng mà có khả năng sát thương vô cùng là nhiều. Hani ván thi đấu này 35.000 gần 36.000 sát thương, vô cùng là khó chịu. Cùng với đó là cái món trang bị mà thương phục hận Serida giúp cho Hani có khả năng mà thả dư một cách nó trơn tru hơn, khi mà trước mặt của anh ta đó là những vị tướng vô cùng là kém cơ động, như đó là Nasus của Ronnie, như đó là hai vị tướng mà Gunner cùng với đó là có máy Jin, cũng như đó là Senna. Đồng ý. Ít nhất chúng ta cũng đã có được một ván đấu khá thú vị, khi mà không nằm ngoài dự đoán của tôi thì Sài Gòn Phantom vẫn có được những khả năng test đội hình ở trong ván đấu đầu tiên. Có lẽ ván đấu thứ hai họ sẽ không còn vui tính như thế nữa, nhưng ít nhất là chúng ta cũng đã có được một ván đấu rất cởi mở đến từ cả Sài Gòn Phantom và Ego Esports. Và chúng ta cũng đã thấy rằng cái lúc mà họ thắng là lượng tiền chênh lệch cũng không là quá nhiều. Sài Gòn Phantom dẫn dắt toàn bộ trận đấu, nhưng cuối cùng chiến thắng quả ngọt hướng về bên phía của Ego Esports. Đúng là như vậy, và có vẻ như là bên phía của Sài Gòn Phantom cái chiến thuật của họ muốn đè chết vào người của Honey có vẻ như nó không hiệu quả rồi, khi mà Honey vẫn coi cho mình nó một tướng tụ Adriel. Anh ta bắn vô cùng là cháy máy trong ván thi đấu đầu tiên này. Những thông số nổi bật của anh ta với MVP: cái đây là 5.3, lượng sát thương ra chinh phục là 1.700. Cùng với đó là tỷ lệ tham gia hạ gục của anh ta là 80%. Đồng ý. Rất nhiều những thông số đáng nói ở trong trận thi đấu này. Những tình huống bắt lẻ, tôi chỉ là con Lee Sin đến từ vị trí của Black One trong ngày hôm nay, thì chúng ta cũng đã thấy được một cái màn thể hiện khá mới lạ với một style thi đấu của Black One thường là những chất tướng. Hết thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi tín hiệu của đây, bên rồi. Phía kỹ thuật đây, chúng ta sẽ cùng chờ xem nha, là lỗi là đến từ đội tuyển nào với những vị tướng mà họ chọn. Bam Bam nếu như không nhầm thì họ vẫn sẽ được lựa chọn Lucian, chắc chắn là Lucian, không có gì là lỗi cả đến từ bên phía của Ego Esports. Các lượt cấm không bị ảnh hưởng, có lẽ cái việc lỗi nó không đến từ những lượt cấm và những lượt chọn, có lẽ là cũng phải đến vài ba lượt chọn nữa thì ta mới có thể biết được. Đầu tiên Irelia đến từ bên phía của Sài Gòn Phantom. Vậy thì có lẽ chúng ta sẽ thay đổi lượng lớn những vị tướng ở thời gian chọn sắp tới. Bên cạnh đó Irelia thì có lẽ đội hình này sẽ là dễ hiểu hơn, với Zufay dành cho Whis ở khu vực đường giữa và Irelia dành cho Goni ở khu vực nửa trên của bản đồ. Đúng như vậy, nhưng mà vẫn chưa khóa vào nha, khi mà Irelia vẫn đang được nhá mà thôi. Đây, Riven này vẫn có thể đem vào vị trí đi rừng nha. Vẫn có thể đem vào vị trí đường dành cho Black One cũng như là ở vị trí đường đơn dành cho Goni. Tôi đang nghĩ đến một kịch bản khác nữa, là thậm chí tôi phải còn nằm trong tay của Gunner. Tôi đang nghĩ đến kịch bản đó để cho Irelia dành cho Whis
Và Black One sử dụng Revan ở vị trí đi rừng. Đây sẽ là một trong những thậm chí Revan còn đi hỗ trợ được. Thôi, có Brum rồi. Và vẫn là Seta và Vi dành cho bên phía của Ego. À Vi trước đó là không có đúng không? Đúng, trước đó là Olaf. Thì đội hình của bên phía của Ego đã được đóng khung với một đội hình có vẻ là chuẩn chỉ hơn. Và với việc cặp đôi vợ chồng Senna Lucian cùng có mặt và Seraphine ở lượt lựa chọn cuối cùng, thì đây sẽ là một lựa chọn có lẽ là có khi nào Lucian khu vực đường giữa. Đúng, và cặp đôi đường rồng là Senna với Seraphine hay chăng? Lucian sẽ là ở khu vực đường giữa, trong khi đó thì là Senna cùng với Seraphine sẽ là ở vị trí đường rồng. Như các bạn đã biết thì Juno là người chơi Seraphine này vô cùng là tốt, cho nên không vấn đề gì mà để cho Sun sử dụng vị tướng đó là Seraphine này ở khu vực đường giữa cả. Trong khi đó thì phía ngược lại thì đúng như anh Phong dự đoán, thì hết trong tay của Gunner ở vị trí xạ thủ. Tôi quá hiểu mấy người anh em này với những dự đoán của tôi không lạc đi đâu được khi mà lấy quá nhiều những vị tướng đấu sĩ đa dụng ở thời điểm này. Cả Irelia và Riven là hai vị tướng xuất hiện cùng thời điểm tại Liên minh Huyền thoại tốc chiến, và đây cũng đều là hai chất tướng mà vừa có khả năng chống chịu rất trâu, nhưng lượng sát thương được trả ngược ra cũng là cực kỳ lớn. Và quan trọng là sự ảo diệu, sự bay múa của hai chất tướng này sẽ là điều làm khó được những đội hình bên phía đối phương. Điểm duy nhất thôi, đây là những chất tướng cần nhiều kỹ năng, đó là điểm then chốt để có thể vận hành thành công hai chất tướng này. Liệu Goni cũng như là Black One có thể hoàn thành cặp đôi này hay không? Nhớ là chúng ta cũng đã thấy một đội hình mà nó trung hòa hơn rất nhiều đến từ bên phía Sài Gòn Phantom, với khả năng chống chịu, khả năng gây sát thương ở cả hai mảng sát thương có thể gây ra, và khả năng giao tranh tổng cũng là mạnh hơn nữa ở thời điểm này. Và đây cũng là lần đầu tiên mà Irelia cùng với đó là Fiora được có kèo đối đầu trực tiếp với nhau. Như vậy thì chúng ta sẽ cùng được chứng kiến là việc mà khi mà Irelia đối đầu với Fiora thì vị tướng nào sẽ là vị tướng chân cơ hơn so với vị tướng kia. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Trong khi đó thì chúng ta sẽ cùng nhìn qua vòng rừng đứng từ cả hai người chơi này. Reject khởi động ở khu vực đường bùa đỏ, có được bùa đỏ tiến xuống một bãi đá. Trong khi đó ở phía ngược lại, Black One anh ta farm xong cho mình bùa đỏ thì tiến vào khu vực bãi chim. Anh ta muốn tiếp tục tiến lên khu vực đường trên hay không đây, hay là sẽ tiến xuống khu vực đường dưới? Có lẽ là giúp cho người chơi đường giữa dọn lính thật nhanh. Nhưng mà tôi nhận ra một sự tinh tế ở giai đoạn đầu trận đấu đến từ những anh kỹ thuật anh ạ. Tức là hiện tại bản đồ chúng ta đang có những lỗi về mặt hiển thị về những icon của những con bãi quái rừng, nên chúng ta không thể biết được bãi rừng nào đã được ăn thành công đến từ bên phía của hai người chơi đi rừng. Nhưng những anh kỹ thuật rất tinh tế trong pha thi đấu này khi hiện cam nhỏ của cả hai người chơi đi rừng lên, chúng ta biết được rằng những người chơi đi rừng xuất phát từ bãi bùa nào, và chúng ta đã hoàn thành xong giai đoạn đi đường đầu tiên của cả hai đội tuyển. Và chúng ta cùng chờ xem là như vậy thì sau khi mà bãi vòng đường đầu tiên đến từ bên phía của cả hai người chơi đi rừng đều đã được xác định, thì cả hai người chơi này họ cũng sẽ quyết định là không đụng mặt nhau ở bất cứ một con cua nào cả. Người chắc sẽ có cua ở khu vực nửa trên và Black One sẽ là có cua ở khu vực nửa dưới. Hãy cùng chờ xem, nếu như ở khu vực đường trên thì Ronnie anh ta vừa biến về, khả năng găng vào của Jack là sẽ không có. Nhưng ở hướng ngược lại, Black One thì anh ta có khả năng găng vào bộ đường dưới của đó là Ego Sport nha. Trước đó thì Gunner đã bị cấu đi một lượng máu là khá lớn, bắt buộc phải biến về. Vì vậy khả năng ganh cũng là khá khó để cho Revenge có thể thành công như đường giữa. Sẽ là một câu chuyện khác khi Wit đã bắt đầu giật bóng của mình lên và phóng những phi tiêu vào người của đúng rồi, đó là Sun. Và Sun ngay lập tức bắt đi cho mình cái kiệt sức, và đó đồng nghĩa với việc ngay cấp độ 5 của Wiz, Sun sẽ không còn cái kiệt sức nữa để có thể ngăn cái dấu ấn tử thần đến từ vị trí của Z. Đúng, đó chính xác là điều tôi vừa mới nói. Anh ta hơi nhạy cảm quá thì phải. Và nếu như mà để có Black One cũng như Wiz mà băng trụ thì cũng sẽ không đủ sát thương để hạ gục được anh ta cả. Như vậy chính xác hơn, ôi quan đã chúng ta mới vừa nói nguy hiểm dành cho Sun ở giai đoạn cấp độ 5, nhưng không, Sun kêu gọi người chơi đi đường của mình ra, căng vào người của Wiz, và đó là chiến công đầu nằm trong tay người chơi đi đường, đó là Reject. Khá đen cho Wiz khi cấp độ 5 của anh ta chậm hơn một nhịp so với Reject, và Reject cũng đã chấp thời cơ một cách rất nhanh chóng. Nên ta biết rằng tâm lý đối phương ở thời điểm hiện tại là đang rất chờ cấp độ 5 để có thể lao lên combo vào người của Sun. Nên ta là người chủ động lấy tấn công làm phòng ngự, và họ đã thành công với điểm chiến công đầu vừa rồi đến từ bên phía của Reject. Đúng, chính xác như vậy. Và tiếp theo câu đó cũng nằm trong tay của người chơi Reject nữa. Như vậy thì khả năng lên tăng tiến những món trang bị của Reject đó sẽ là nhỉnh hơn so với Black One ở phía bên kia. Và món trang bị mà anh ta hướng đến sẽ là cái giày được nâng cấp, đó chính là thú tượng thạch giáp, cung cấp cho anh ta một lượng máu cũng như là kháng phép và giáp trong những tình huống nhất định, và sẽ khiến anh ta cứng cấp hơn. Và việc thứ hai ở thời điểm hiện tại thì đó chính là con rồng đầu tiên của ván thi đấu này, đó là con rồng nước sau 30 giây nữa sẽ xuất hiện. Black One đã biến về sau khi mà ăn cho mình con bùa đỏ. Như vậy thì có vẻ như là Black One anh ta sẽ hướng mục tiêu của mình, đó là chính là con rồng này.
Trong khi đó món item đầu tiên mà Blackon đang hướng đến đó là một cái dù đen để tối ưu khả năng những tình huống lao vào sẽ gây được sát thương lớn so với phía đối phương với khả năng trừ giáp của mình. Nó khác với Lâm Xu ngày hôm qua. Lâm Xu ngày hôm qua đã có được một tình huống thử nghiệm món trang bị với Revenge với việc lên sớm cho mình, đó là cái lưỡi hái. Khiến cho anh ta phải nằm đến 5 mạng hạ gục và cũng không có quá nhiều. Ở đâu đó thì Fiora đã solo tay đôi thắng được Goni. Và trong khi đó tranh chấp rồng ở khu vực nửa dưới của bản đồ. Con rồng nước đang là mục tiêu đến từ cả hai bên đang muốn tranh chấp và lao ra, đó là tạt súng hũ đột. Nhưng đã bị hạ gục đến từ vị trí của Reject rồi, mạng của Yowit đổi ngược lại. AOK cũng đã phải bỏ lại mạng của mình. Trong khi đó AOK bắt đầu, à không, đó là Hani thiếu hơn, đang có một góc bắn rất thoải mái, bị truy đuổi theo đến từ vị trí của Gunner với cú định mệnh bài vàng vào vị trí của Juno. Juno đang cố gắng co quay và thậm chí là có mạng hạ gục dành cho Whis rồi. Hani cố gắng trả lại sát thương và bài vàng tiếp tục được lựa chọn đến từ vị trí của Gunner, nhưng chiêu thức là không còn nữa và Hani sống sót trong pha thi đấu vừa rồi. Đó là một pha giao tranh mà hai đội ba đến từ cả hai đội tuyển mà thôi, và con lòng đã vẫn còn đang được bỏ ngỏ ở đó. Và người tiến ra khu vực hang động trước đó chính là Black One, trong khi đó chúng ta nói ở khu vực đường trên đây đó một tình huống solo kill giữa đó là Fiora cùng với đó là con bài Igalia. Như vậy thì giai đoạn đầu của ván thi đấu này chúng ta đã biết được rằng là khi đối đầu trực tiếp vị tướng nào sẽ là nhỉnh hơn, và chính xác câu trả lời đã có khi mà Bam Bam sử dụng vị tướng Fiora này vô cùng là tốt để có thể hạ gục được Loni ở ngay trong tầm trụ. Một vấn đề nữa với hai chất tướng này, đó là vấn đề kỹ năng anh ạ. Đó là vấn đề kỹ năng. Và có vẻ như Pam Pam vẫn đang nhỉnh hơn vấn đề này so với Goni. Sau đó chúng xét về vấn đề chất tướng thì đâu đó thì chắc là Fiora cũng vượt trội hơn Irelia thật ở tình huống vừa rồi. Và chúng ta cùng đến với những tình huống kiểm soát rồng tiếp theo của trận thi đấu. Con rồng nước vẫn chưa được ăn thành công, hoặc thậm chí là Saigon Atom cũng không đổi mục tiêu với đối phương khi tấn công sang con sứ giả, mà muốn đánh thẳng mặt so với bên phía của Ego. Chính xác là như vậy. Và đây là chắc tôi nghĩ rằng là ở những tình huống tiếp theo thì vẫn sẽ là kiểm soát mục tiêu mà thôi. Nhưng mà không, Saigon Atom họ là người quyết định sẽ là khởi động con rồng nước này trước. Thành viên trong đó ở khu vực trên lại tiếp tục đó là đánh nhau lưng này, không thắng nghiêng về cho bên phía của đó là Goni. Khá là cởi mở đến từ hai người chơi khu vực nửa trên của bản đồ. Và Goni đã có một tình huống phục hận với Pam Pam khi anh ta đã dùng trọn bộ combo của mình, đặc biệt là cú thiêu đốt. Trước đó thì Pam Pam cũng đã sử dụng thiêu đốt lên người của đối phương, nhưng Goni vẫn là người có được mạng hạ gục và cân bằng cặp đôi ở khu vực nửa trên của bản đồ. Có lẽ là chúng ta sẽ chờ bò ba ở trong cầu đối thủ tay đôi giữa Goni và Pam Pam ở khu vực nửa trên. Đúng vậy. Trước đó thì chúng ta cũng sẽ nói tiếp tục về đó là những tình huống ở khu vực hang động. Con rồng vẫn chưa được ăn đến từ bất cứ một đội tuyển nào cả, và cũng như tôi đang khá là thắc mắc là tại sao không có một đội tuyển nào họ quyết định là sẽ đổi mục tiêu nhờ. Có lẽ là họ muốn tranh chấp nhiều hơn và họ muốn giao tranh nhiều hơn, đặc biệt là Sạch Con Văn Tôm khi biết đối phương có một chất tướng Xena ra đầu trận đấu không phải là quá vượt trội và bắt đầu lao lên với tam bộ kiếm của mình. Nhưng Black One bị trả ngược sát thương là khá đau, hắn áo sau đoạn tung ra cầu đi lượng máu khá lớn của bên phía đối phương. Cái khả năng đánh ngược lại của Savato vẫn là rất mạnh mẽ với rất nhiều thành viên có lượng sát thương lớn, và Rezac bị hạ gục, kế hoạch dành cho Whis trong một tình huống phi tiêu của mình. Và đó tiếp là Gunner đang thoải mái thả bài vào đội hình của đối phương. Anh ta đã chọn bài đỏ nhưng không đủ tầm lánh để có thể gây sát thương lên đối phương nữa. Như vậy thì với việc nào bị chắc anh ta lên bảng đánh số thì con rồng nước này sẽ thuộc về đường tiến của Saigon Phantom. Nhưng mà đổi ngược lại nha, ở khu vực nửa trời bản đồ thì đó là Pam Pam đã lấy được cho mình đó là cái trụ đầu tiên ở khu vực từ Malone, và thậm chí anh ta đang là người tấn công con sứ giả khích này. Black One, anh ta có tiến vào đây hay không đây? Có vẻ như bên phía của Saigon Phantom họ biết được điều đó, và nếu như Pam Pam không tiến về, ôi đây là một tình huống ăn dùm con sứ giả khích cho bên phía Saigon Phantom rồi. Nhưng Black Gun cũng đã có cái chiến thắng trên tay rồi. Tại sao Black Gun lại không tranh chấp với đối phương mà Black Gun lại tự chủ động bỏ chạy vào trong hang? Tại sao lại như thế? Và con sứ giả thuộc về bên phía của Ego, và Gunner tiến đến thả bài vàng với chiêu Reject. Reject thoát ra một cách rất an toàn. Còn không biết đó thì chúng ta vừa bỏ qua một tình huống mà Goni vừa bị hạ gục ở khu vực nửa dưới bản đồ, và đó sẽ là một cái tiền đề tốt để cho Hani cũng như là Juno có được cái chỗ đầu tiên ở khu vực đường đồng này. Ở khu vực đường trên đó là Pam Pam bị tấn công với tốc biến của mình, anh ta thét về thành công. Đồng ý. Và thế đánh tiếp tục thuộc về bên Thành Văn Tôn khi họ đang cử hai người lên khu vực nửa trên của bản đồ. Pam Pam đang muốn tạo một điều gì đó, anh ta phòng ngự cũng là khá dẻo cho tình huống này, và trụ còn khoảng 400 máu thay phiên Sun lên đây để hỗ trợ phòng ngự. Sun chưa hồi lại cho mình đó là cả kiệt sức, cả tốc biến cũng như là cả thanh đường. Vì vậy nếu đứng lại trong pha thi đấu này sẽ là rất khó. Sun đã đi rồi. Sun đi rất nhanh. Và anh ta cũng không thể phòng ngự được cái trụ trong pha thi đấu vừa rồi.
Đây đây đây, trong khi đó thì mình chắc anh ta phải những phút nhanh muốn tính vào vòng người của Goni. Nhưng mà Bam Bam vẫn còn đang khá là xa. Nuni vẫn muốn tiếp tục long chứ lại để đánh. Tại thử thách được bật cũng như đó là tạo tình huống độc. Goni vẫn đang cố gắng chống chịu và anh ta có được mẹ hạ gục trong một tình huống mà 1v2. Cần hai lấy được một mạng, đó là những gì mà Goni đã làm được trong tình huống vừa rồi. Có lẽ một phần đến từ vị trí của Rizek cũng đã không chủ động lui lại để chờ Bam Bam đến câu kéo sát thương. Và Rizek quyết ở lại ăn thua với đối phương. Và anh ta cũng đã phải nằm lại, làm nền cho một tình huống cân 2 đến từ vị trí của Goni. Trong khi đó thì ở khu vực nửa trên bản đồ thì Black One cùng với đó là Whis đang cố gắng áp lực một tình huống tóc biến hạ mạng, nhưng nó đã bị áp lực bởi cái con đụng đến từ bên phía Black One. Nhưng mà Black One không thể nào mà thoát được, mặc dù anh ta vẫn còn trên mình, đó là cú tóc biến. Rất nhiều những tình huống trao đổi, rất nhiều những tình huống giao tranh. Chúng ta giao tranh liên tục ở trong trận thi đấu này. Mới là phút thứ 9 mà nó có tổng cộng 16 mạng hạ gục. Nó chiêu đều cho cả hai bên với 8 mạng dành cho Sài Gòn Phantom và 8 mạng dành cho Ego. Nhưng lượng đền cũng là cân đến từ cả hai bên luôn. Vậy thì có lẽ rằng Sài Gòn Phantom sẽ có lời đối phương về một bùa lợi rồng. Trong khi đó thì Ego tự tin nói rằng mình hơn đối phương về mặt lượng trụ. Trận thi đấu chúng ta sẽ tiếp tục diễn ra với một cái phong cách chơi khá cởi mở đến từ bên phía của cả hai bên. Như vậy, và nếu như không có bất cứ một cái mục tiêu nào để cho cả hai đội tuyển họ va chạm thì chắc chắn vẫn sẽ là những tình huống mà farm cùng với đó là cố gắng tận dụng những cơ hội để găng vào những người chơi mà đẩy cao của đối thủ mà thôi. Nếu như ở khu vực đường trên Bam Bam đang là người đẩy cao thì tại sao lại là Whis được cử lên đi để đi đối đầu với Bam Bam nhờ, mà không phải là con này, để chúng ta được xem tiếp là kèo thi đấu BO3 này vị tướng nào mới thực sự là nhỉnh hơn. Nào, tiến đến một tình huống tấn công khu vực đứng giữa, Thanh Trừng đến từ vị trí của Lucian bị chặn đi hoàn toàn bởi đó là tối kiên cường đến từ vị trí của AK. Sau đó quyết định vẫn là bằng trụ đến từ bên phía của Ego, và Lucian trong game của Sun đã có được mạng hạ gục đầu tiên của mình. Sau đó quay ngược, à không, đó là trụ thôi, xin lỗi các bạn. Bây giờ Whis mới tới, đang chọn mục tiêu và găm chiêu cuối của mình vào đầu của Juno. Juno đang cố gắng quay ngược trở lại và trả một tình huống chói ở vị trí của Whis, đó là rất chính xác. Đồng hồ ngưng động để cho Whis thoát ra được khỏi một tình huống chói đến từ vị trí của Hani, nhưng hạ màn khiến cho Juno cũng không thể thoát về được trong pha thi đấu vừa rồi. Và ba mạng hạ gục thuộc về phía Sài Gòn Phantom, cho khi đó các thành viên của Sài Gòn Phantom cũng là rất thấp máu để tấn công vào con Baron ở thời điểm này. Đúng là như vậy, chỉ với một mình Hani là sẽ không đủ sức để có thể cướp đi con Baron này, hay thậm chí là ngăn cản tất cả thành viên đến từ bên phía của Sài Gòn Phantom. Họ ăn đi con Baron này. Đấy, được, đấy, được. Lượng máu được. Còn khác, Black One còn khác là máu. Dịch chuyển đến từ Bam Bam. Ấy, ăn đi, Baron ăn đi, ăn hộ rồi. Có người ăn hộ rồi nên là đừng ngại nữa, hãy quay trở lại đi. Và bên phía của Bam Bam đang cố gắng giữ máu thì có vẻ là chờ người chơi đi dừng đến là khá lâu. Còn giờ Baron đã hồi lại được đến một nửa cây máu rồi. Và ít nhất là bên phía của Ego cũng đã thành công trong việc ngăn đối phương ăn con Baron này trong pha thiếu vừa rồi. Đúng, và như vậy thì bên phía của Ego Sport họ sẽ là đội tuyển có lợi thế hơn về việc kiểm soát con rồng lửa này nha, khi mà họ là người lên được những thắng điểm trước so với bên phía của Sài Gòn Tâm, cũng như khả năng di chuyển trước đến từ bên phía của Ego Sport là có Whis có mặt trước. Black One không cướp được, không kịp để cướp rồi. Rồi, mặc dù đã có một tình huống định mệnh cũng là rất nhiều áp lực đến từ vị trí của Gunner, nhưng tốc độ ăn đến từ Ego Sport là vừa đủ để họ thoát về một cách khá an toàn. Và Sài Gòn Phantom đổi ngược lại mục tiêu khi tấn công xuống khu vực nửa dưới của Ando với cả 4 thành viên. Nhìn về lượng máu, nếu Ego họ tỉnh táo nhỉ, đây sẽ là pha mà Ego có thể đánh ngược trở ra. Vì các thành viên của Sài Gòn Phantom đều đang rất thấp máu rồi, đặc biệt là OK. Người chơi có khả năng chống chịu với đội hình, không còn lượng máu là quá đủ đầy. Đấy, hãy nhìn đi, cách Juno tấn công vào người của đó là OK. Tại sao Ego không dám đánh Black một cách tự tin hơn, trong khi nó đứng giữa đều là cân 2 đến từ vị trí của Black One. Em ta cố gắng chạy đi, đi truy đuổi vào Bam Bam. Bam Bam có mạng hạ gục của Black One trong pha thi đấu vừa rồi. Ảo ma Fiora là những gì mà Bam Bam đã gây ra trong pha tình huống băng trụ vừa rồi với hai thành viên. Đúng là như vậy, đó là hai thành viên Reject cùng với đó là Bam Bam sử dụng những chiêu thức của mình cũng như tất cả những gì mình có để nhằm mục đích là hạ gục được Black One ở trong ván thi đấu này. Black One với vị trí Revenge. Tỷ số KDA của anh ta là 1-4-6, anh ta nằm xuống 4 lần. Điều đen là món chuẩn bị đầu tiên. Với hai mảnh nhỏ đó thì món chuẩn bị thứ hai anh ta hướng đến sẽ là vũ điều tử thần. Nhưng mà với hai món chuẩn bị này sẽ không giúp cho Revenge trong tay của Black One có khả năng sống sót được lâu trong những pha giao tranh, bởi vì anh ta còn đang khá là giấy trước lượng sát thương đến từ Lucian cũng như đó là cả Hani với con bài Senna nữa. Thực ra với Revenge là một chất tướng mà tôi tin rằng khi anh ta bắt đầu lên được cái vũ điệu thì sức chống chịu của Revenge bắt đầu bước lên một ngưỡng tiến mới. Thì về cơ bản lượng giáp mà Revenge có thể tạo ra là cực kỳ lớn ở trong giao tranh, vì vậy anh ta có quyền lên những đồ chống chịu ở sau và vẫn đảm bảo được việc mình có thể lăng xả vào đội hình của đối phương. Ở thời điểm này là một tình huống Whis đang bị bắt bởi hai thành viên có hắc ám soi rồi. Whis không thể thoát được gì.
Bam Bam cần 2 trong pha thi đấu này và anh ta bị dính bài vàng của đối phương rồi, cũng đã phải bỏ lại mạng. Ba thành viên khác tốc biến hạ màn chính xác đến từ vị trí của Juno, nhưng sau đó anh ta không thể chói trận đối phương. Sau đó AK đang cố gắng chặn đầu các thành viên đến hỗ trợ. Tốc biến lên đến từ Sun đang cố gắng sống mái với vị trí đó là Titan Fate trong tay của Gunner. Và một tình huống dịch chuyển đến, đó là Irelia trong tay của Goni đang cố gắng bắt được vị trí của Sun. Sun quá thấp máu rồi, đâm kiếm theo là rất dễ dàng để có mạng hạ gục. Và có được điểm hạ gục của Rezac, có mạng hạ gục của đó là Juno. Tập thêm cả Sun nữa, triple kill đúng không? Dành cho một mạng hạ gục dành cho Gunner rồi. Và rất nhiều mạng hạ gục đã dành cho Goni trong tình huống dịch chuyển vừa rồi. Họ quá rướng. Tình huống đó là họ quá rướng trong cái pha giao tranh đó, khi mà một mình nào AK đã cản phá bước tiến của đó là Jun cũng như đó là cả Rezac nữa. Và khi mà Sun tới, anh ta sử dụng hai phép bảo trợ, của mình tốc biến cùng với đó là cả kỹ sức cũng không thể nào mới kích điểm được Gunner, bởi vì trước đó Gunner anh ta đã cố gắng chạy thoát được. Và một tình huống mà hạ màn, mặc dù đó là một tình huống hạ màn tốc biến tốt của đó là Juno, nhưng mà Sun cùng với đó Rezac anh ta lại đi khá là xa và không thể nào mà có được mạng của Gunner cả. Và khi mà Gunner anh ta dịch chuyển xuống, đó là một dấu chấm hết hoàn toàn dành cho bên phía của Ego. Rất nhiều những điều đáng báo động dành cho Ego ở tình huống này, ở trong những diễn biến kế tiếp, khi mà Goni đang có được đến 8 mạng hạ gục. Anh ta lên thành công 3 món trang bị rưỡi, toàn là những món trang bị có nhiều khả năng gây sát thương. Và với một chất tướng của Irelia khi bắt đầu bay vào đội hình của bên phía Ego, nếu như mất đi cái tả súng hữu đột thì tôi đang không nghĩ bằng cách nào mà Ego có thể ngăn cản được Goni bay múa trong đội hình đây. Và đặc biệt những chất tướng yếu máu như Senna, như Lucian, như là Seraphine sẽ là những mục tiêu được nhắm tới. Bài vàng ngay lập tức Juno bốc hơi rất nhiều, những chiêu cuối được tạo lên, thậm chí là Black One còn tốc biến lên để giữ chân vào vị trí của Hani. Và đó là tả súng hữu đột đang nhắm vào người Black One để giữ cho Hani có thể sống sót. Hani mất cho mình đó là đồng hồ ngưng động, có sử dụng chiêu cuối. Hani còn sống, Hani thoát ra, Black One còn một chấm máu nhưng người đồng đội của Hani không thể về được. Rezac khi anh ta bị hạ gục bởi Gunner trong nửa dưới của bản đồ. Viola của Papa đang cố gắng đẩy và tiếp tục solo tay đôi, đó là Goni. Goni đang bị chọc liên tiếp đến từ vị trí Viola trong tay của Papa, và Papa solo tay đôi thành công đối phương trong trụ, sau đó quay ngược trở lại lấy trụ dành cho bên phía của Ego. Whit ở phía bên đây đã cố gắng. Hani không hạ gục được Gunner, anh ta hạ gục được Whit nhưng vẫn còn Gunner ở phía sau để có thể lấy trụ dành cho bên phía của Sài Gòn Phantom. Nếu Pam Pam không về, có ai sắp hồi sinh hay không? Đó là Sun. Còn 4 giây nữa, Gunner đang cố gắng đẩy trụ nhưng sức sát thương của anh ta có vẻ là không được nhanh chóng. Bay vàng vào trụ, hạ màn không chính xác rồi, rất đáng tiếc. Trời ơi, anh ta bị kiêu khiên à không? Gunner bị kiệt sức trong pha thi đấu đó nên không đủ sát thương để lấy trụ. Vẫn kịp, đó là một tình huống mà kiệt sức kịp thời đến từ Sun để sửa sai. Đó là cái tình huống mà hạ màn không chính xác đến từ đó là Juno. Và ván thi đấu này nó vẫn còn đó, nó vẫn là sẽ còn cơ hội cho bên phía của Ego Esports. Và ở thời điểm hiện tại họ đang có lợi thế về người không đây, khi mà tôi thấy Hani 4 giây nữa thời sinh, Bam Bam 20 giây, họ sẽ tiếp tục tiến vào khu vực Hamburon để ăn. Nhưng mà không, có vẻ như họ sẽ muốn kiểm soát con cua kỳ cục này trước. Và có vẻ như là sẽ không có bất cứ một lợi thế nào cho bên phía của Ego Esports để họ có thể tiến vào con Baron này cả. Đây có lẽ là lúc mà Bam Bam cần thực hiện được nhiều động tác hơn, thực hiện được nhiều điều hơn để có thể mang về hy vọng dành cho Ego ở thời điểm này. Thì có lẽ một đường lính siêu cấp kia tôi nghĩ cũng là đủ để cho Ego có thể tạo nên điều thần kỳ. Mặc dù trụ nhà chính của Ego đang là rất thấp máu, nhưng Pam Pam hãy mang lại niềm hy vọng dành cho Ego ở trong trận thi đấu này đi. Khi mà Fiora ở thời điểm hiện tại đã cũng là một thế lực mà rất áp lực mà Ego có được rồi. Tỷ số về rồng hiện tại đều là đang 5-1 điều dành cho cả hai đội tuyển mà thôi. Và con rồng thứ ba đó lại là con rồng gió. Và nếu như nha, bên phía Ego Esports họ muốn đổi, họ sẽ tiến vào khu vực Hamalon để ăn cho mình con Hamalon và bỏ mặt luôn đó con rồng gió này. Nhưng mà sao quan tâm họ nói không, họ vẫn sẽ quyết định là cử Whis để lấy tầm nhìn ở khu vực Hamalon để đảm bảo rằng là khi sao quan tâm này ăn cho mình con rồng gió thì Ego Esports sẽ ăn lén con Baron này. Nhưng mà Whis anh ta đi hơi cao đi phải. Ôi, Whis đi quá cao, găm chiêu cuối vào người của đó là Sun. Sun sử dụng đồng hồ ngưng động thoát ra, trả được sát thương vẫn là quá đau. Tại sao Sun lại đi thẳng về hướng mà có thể bị bắt như vậy? Nếu anh ta đi thẳng lên phía trên có lẽ là không sao, nhưng không sao cả, Zed cũng đã bị hạ gục rồi. Whis đã phải nằm lại, trong khi đó là đang là cân hai ở phía bên trên bị dính, đó là bằng điện trên nhất văng lên, đó là Pam Pam. Pam Pam đang cố gắng chọc nhưng khả năng phi bài đến từ Gunner lại là quá nhiều, có sát thương. Có lẽ là trận đấu đã được cân bằng với tỷ số là 1-1 dành cho Sài Gòn Phantom khi chỉ còn một mình Hani ở lại đây mà thôi. Goni đang cố gắng hạ gục Hani và có sự chống chịu đến từ AOK, và Hani vẫn đang cố gắng cò quay. Lượng máu đến từ bên Sài Gòn Phantom không phải là quá đủ đầy, nhưng Hani vẫn bị hạ gục và cân bằng 1-1 đến từ Sài Gòn Phantom ở trong kèo đối đầu này. Chờ lính tiến vào thôi là họ sẽ chiến thắng.
cho lên tiếng vào thôi, chắc chắn sẽ là tỷ số cân bằng được một điều từ bên phía của Eagle. Xin lỗi bạn, đó là Sài Gòn Phantom. Đây là một ván thi đấu vô cùng là cởi mở đến từ cả đội tuyển ngay xuyên suốt từ giai đoạn đầu của ván thi đấu đến giai đoạn cuối của ván thi đấu, liên tục là những pha giao tranh và liên tục đó là những lợi thế được giằng co, và người có được chiến thắng cuối cùng vẫn phải gọi tên đó chính là Sài Gòn Phantom. Khá đáng tiếc khi mà hai bên đều có những cái pha thi đấu mà có được nhiều cơ hội để có được chiến thắng. Với Eco là một thế đẩy đường quá mạnh đến từ Fiora trong tay của Pam Pam. Thậm chí Pam Pam còn lên cho mình đã là gươm phục hận để những tình huống chọc của anh ta có thêm cả hiệu ứng làm chậm vào đối phương nữa. Nhưng bản thân tôi thấy đây thực sự là một món đồ khá phí tiền đến từ Pam Pam. Nếu anh ta bổ sung đó bằng một món trang bị nào đó chống chịu hơn nữa thì phải, thì có lẽ là anh ta sẽ có đủ tiền để có thể một tình huống mà anh một mình cần rất nhiều thành viên ở khu vực nửa dưới của bản đồ ấy. Cái lúc mà nhà của Eco còn 200 máu ấy, có lẽ những khả năng chống chịu đó sẽ giúp cho Papa có thể về được trong pha thi đấu đó. Và cũng là một trận thi đấu giải trí nữa đến từ Sài Gòn Phantom. Nhưng họ đã gỡ hòa ở trong trận thi đấu này chứ không phải bị để thua trước Eco như ván đấu đầu tiên. Đúng là như vậy, sự thử nghiệm đội hình, sự thử những vị tướng mới đến từ bên phía của Sài Gòn Phantom. Khác với ván thi đấu đầu tiên, ở ván thi đấu thứ hai này thì họ lại mang đến sự hiệu quả của mình, đó là một ván chiến thắng cân bằng tỷ số một đều dành cho bên phía của Sài Gòn Phantom. Đây là những thông số của ván thi đấu này khi mà Goni cùng với Runner là hai người chơi có lượng sát thương vô cùng là nhiều ở trong ván thi đấu thứ hai này. Trong khi đó thì Black One với vị tướng Revenge, có vẻ như Revenge trong tay Black One sẽ là một vị tướng làm tường mở tiền đề cho những đồng đội của mình để có thể chơi, đó chính là Goni cùng với đó là cả Runner. Đồng ý. Và chúng ta có thể thấy rằng Sài Gòn Phantom cũng đã có được một đội hình mặc dù là cũng mới lạ với nhiều bạn khán giả. Nhưng cách đánh của họ khi nghiêm túc hơn thì cũng là một bộ mặt rất khác. Nhưng chúng ta cũng đã được chứng kiến nhiều điều thú vị trong trận thi đấu này. Đó là cặp đối đầu giữa Fiora và Irelia. Đây sẽ là cặp đối đầu rất được mong chờ. Trong khi đó với việc Sun với trận tướng là Lucian ở khu vực đường giữa, thì có lẽ đây sẽ là một đội hình mà tôi nghĩ rằng Ego đã sai lầm ở trong những lượt lựa chọn của mình. Với quá nhiều những chất tướng mỏng cơm trong đội hình khi bị bắt vào với nhiều chất tướng sát thủ đến từ phía bên kia, đó là Ire, đó là Revenge, đó là Zed nữa, thì đây là một trận thi đấu khá đáng quên dành cho Sun với con Lucian ở khu vực đường giữa. Và nếu như có thể được thay đổi thì ngoài con Lucian ra thì tôi nghĩ rằng không có vị tướng nào phù hợp hơn nữa khi mà Devil Sun có khả năng đi thắng kèo so với Zed ở giai đoạn trước Devil 5, và cũng hơn hết nữa là anh ta cũng đã có được lợi thế so với Whis ở phía bên kia khi mà giai đoạn đầu ván thi đấu anh ta kêu gọi người check gai găng được mọi người cứu Whis. Nhưng mà đúng chính xác là như vậy, bởi vì những tình huống ở giữ vị trí không tốt của anh ta và khiến cho anh ta nằm xuống quá là nhiều, lượng trang bị của anh ta là không có, cho nên là ở trong những pha giao tranh chúng ta có thể thấy á là cái sự thiếu sát thương đến từ con bài Lucian nào đến từ bên phía đội hình của Ego Sport. Có lẽ là con bài Senna vẫn đang không phải là một chất tướng hiệu quả ở thời điểm này cũng như là hợp lý nữa. Tại vì với việc mà đánh rất mạnh ở những cấp độ đầu tiên, trước mắt là tôi xem Tuân Vinh Gunner trong trận thi đấu này với việc anh ta quay trở lại với một chất tướng pháp sư ở khu vực đường xã thủ với đó là Twitter Faye. Chờ xem, không quá là lâu luôn khi mà màn giai đoạn Bang và Big cũng đã có Ego bên phía đội 1 và Sài Gòn Phantom thì ở bên phía đội 2. Chẳng lẽ là với con bài TF trong tay của Gunner đã khiến cho Ego phải sợ đến mức mà cấm đi đó là con bài Twitter Faye ở trong ván thi đấu thứ 3 này hay chăng? Cũng hơi khó hiểu, nhưng thực ra với Twitter Faye thì cũng là một trong những tướng tham gia vào đội hình bắt lẻ giai đoạn giữa trận đấu khá là ổn. Thế cho nên là một lượt cấm vào Twitter Faye cũng là một trong những ý đồ mà Ego khiến cho đội hình Sài Gòn Phantom bị giảm đi khả năng bắt lẻ một cách hiệu quả ở khu vực giữa trận đấu. Nhưng thực ra khi Faye bị cấm đi thì khả năng bắt lẻ đến những đội tuyển có thể đến từ rất nhiều những bộ combo khác nhau, ví dụ như Galio V cũng là một trong những bộ combo, hoặc là V với Ari cũng là những chất tướng có thể bắt lẻ được. Và một chất tướng khác thì hiện tại cũng đang ít người sử dụng nhưng tôi tin Willis có thể sử dụng được, đó là Fit ở khu vực đường giữa đi kết hợp với những chất tướng bắt lẻ đơn mục tiêu. Nên là một chất tướng có thể làm được, vì vậy cấm vào một đó là chất Faye có lẽ phần nào đó để tránh những tình huống bài vàng khó chịu ở đoạn cuối trận đấu này, và tránh những tình huống soi tầm nhìn kiểm soát bản đồ. Và đó, kiểm soát bản đồ cũng là một trong những thế mạnh của Sài Gòn Phantom vượt trội hơn so với Ego nữa. Trong khi đó các lượt cấm khác cũng đã được hoàn thành rồi khi mà Kermil, Zavan cũng như là Gragas cũng đã bị cấm đi đến từ phía Sài Gòn Phantom. Trong khi đó Akali, Zik là những tướng cuối cùng mà Ego cấm vào ở trong ván đấu này. Lucian hay không đây? Ở lượt lựa chọn đầu tiên vẫn sẽ là Lucian dành cho bên phía của Ego Esports.
hay sẽ là Renekton, Lucian. Lucian là câu trả lời của Ego Esports. Và với cái màn thể hiện Lucian trong tay của Sun ở ván thi đấu thứ hai thì bên phía Ego Esports có quyết định là sẽ trao cơ hội cho Sun hay không, hay là sẽ đẩy con bài Lucian này vào tay của Hani. Trong khi đó ở phía ngược lại thì Sài Gòn Phantom họ đang muốn nhá kèo à? Muốn nhá kèo là Fiora rồi. Pick vào Fiora. Kiểu là pick vào Fiora. Mời gọi bên kia Ego Esports là chơi lại con bài Irelia. Đúng rồi. Đấy, đổi kèo. Lại. Thực ra với Ego thì chúng ta nên nhìn nhận lại một cách nghiêm túc hơn. Đó là việc họ đang nằm ở những đội tuyển ở cửa gọi là khá nguy hiểm. Vì vậy trong những trận thi đấu mà Sài Gòn Phantom pick những lượng tướng theo dạng thử đội hình thì đó là một trong những cơ hội đáng quý để Ego có thể kiếm được thêm hơn mình những điểm số và cải thiện cái vị thế trên bảng xếp hạng. Nhưng có lẽ là ván đấu thứ 3 này không còn là một ván đấu quá vui tính đến từ Sài Gòn Phantom nữa. Khi mà họ đã có được một đội hình rất chuẩn chỉ, Rengar bây giờ được khóa vào thì cũng không phải là một điều quá bất ngờ đến từ vị trí của Black One. Nhưng không, Black One đang muốn thể hiện lại, đang muốn thử mình lại với con bài Lee Sin, một con tướng mà anh ta đã thi đấu không quá thành công ở ván đấu đầu tiên. Bam Bam anh ta tự tin đến nỗi mà sau khi Ronny lựa chọn cho mình con bài Fiora, anh ta lựa chọn đó là con bài Raren. Này, như vậy thì anh ta đang tự đặt mình vào một cái cảnh là kèo dưới so với Ronny ở phía bên kia. Và có lẽ rằng là trong ván thi đấu thứ 3 này, tôi nghĩ là bên phía Ego Sport họ sẽ đổi đường. Họ sẽ tránh cái kèo mà Fiora đối đầu với Raren này dành cho bên phía của Bam Bam. Trong khi đó bên phía sau Vĩnh Tôm, Draven dành cho Gunner để đi đối đầu với đó là Lucian trong tay của Honey. Thực ra khi mà nhìn thấy một đội tuyển pick vào đó là Lucian cũng như là Garen thì tôi nghĩ là các đội tuyển phần nào đó có được một cái thói quen, có một cái phản xạ là đối phương sẽ đổi đường. Vì Garen là một trong những chất tướng khá dày máu ở đoạn đầu trận đấu, và khi lính bắt đầu farm, phải farm ở dưới phần trụ ấy, thì Garen hoàn toàn có thể bán đi lượng máu của mình để có thể farm lính một cách khá hiệu quả. Trong khi đó thì Lucian khi đi đường với những chất tướng khác ở khu vực đường Baron thì cũng sẽ là một những lượng áp lực rất lớn, đặc biệt là trong tình huống này là Fiora sẽ là một chất tướng nếu bị đổi đường cũng sẽ rất khó để có quay với một Lucian ở phía bên kia, đặc biệt là ở riêng những giai đoạn đầu của trận đấu. Và Gunner với con bài Draven này thì đây cũng không phải là lần đầu tiên mà anh ta mang ra vị tướng này. Anh ta cũng đã mang ra một lần rồi và anh ta đã có được chiến thắng với vị tướng này luôn. Và cũng là kèo đối đầu giữa Lucian và cả Draven nữa. Đã đúng là chính xác là như vậy, đã có những tình huống đổi đường để tránh cho Bam Bam phải đối đầu trực tiếp với Gunny ở phía bên kia. Thậm chí là còn chặn lính cấp độ đầu để cho lính được tiến vào trụ một cách nhanh nhất. Nhưng Sài Gòn Phantom phản ứng là rất nhanh, sóng âm đến từ bên phía của Black One cũng là rất chính xác khi vào nhắm được vào người chơi thấp máu nhất trong đội hình của Ego, ăn được một tên lính trả lại ba cái tốc biến là quá lỗ đến từ bên phía của Ego với pha di chuyển vừa rồi của mình. Đúng là như vậy, ba cái tốc biến và hai phép hỗ trợ của bộ đôi đường dưới nữa, đó chính là cái kiệt sức cũng như đó là cả phép hồi máu. Trong khi đó Sài Gòn Phantom họ bỏ ra những gì, họ chỉ cần bỏ ra một cái phép hỗ trợ tốc biến của Black One mà thôi, vô cùng là lời cho bên phía của Sài Gòn Phantom ở giai đoạn đầu của ván thi đấu này, và đổi lại đường đến từ bên phía của Sài Gòn Phantom. Và lại một lần nữa Ego Sports họ tiếp tục là muốn giữ cái tính chiến thuật của mình là không để cho Bam Bam phải đối đầu trực tiếp với Goni ở phía bên kia. Đồng ý. Và chúng ta đang có những tình huống đổi ngược lại đường đến từ bên phía của Sài Gòn Phantom, đặc biệt là Draven với một thế trận mà phải đi đối đầu với Bam Bam. Thế là một thế trận mà Draven tôi nghĩ là cũng là anh ta rất yêu thích, tại chắc chắn rồi Draven là chất tướng siêu lết, nhưng đoạn đầu cũng có lượng sát thương là khá lớn. Và khi đạt được cái ngưỡng sức mạnh ở đoạn giữa trận đấu, khi bắt đầu có được đến hai lượng đồ thì sát thương của Gunner là vô cùng dồi dào. Một tình huống ganh lên khu vực nửa trên của bản đồ, Black One mới là cấp độ 3, sóng âm hụt. Tập Bam Bam có một tình huống tốc biến là khá nhạy cảm nhưng vẫn quyết định ở lại đánh đến từ phía Sài Gòn Phantom và phải đổi lại mạng, đó là Black One. Băng trụ mà bạn đã phải để lại một mạng hạ gục của mình, như vậy thì đó là một pha phòng thủ trụ thành công với bên phía của Bam Bam nha. Còn phía Sài Gòn Phantom họ không lời lắm khi mà họ phải để lại mạng của Black One. Trong khi đó ở phía ngược lại thì ba thành viên của Ego Sport họ nhắm vào người của Ronny và ép cho Ronny anh ta buộc phải thoái lui khỏi cái trụ đầu tiên của mình, cũng như là thoái lui khỏi những cái đợt lính. Như vậy thì anh ta sẽ bị mất một lượng kinh nghiệm cũng như là một lượng kinh tế vô cùng là nhiều, và thậm chí Ego Sport lại là đội tuyển có được cho mình trước cái trụ đầu tiên của ván thi đấu thứ ba. Đó là lý do vì sao mà Garen được lựa chọn ở trong trận thi đấu này chứ không phải là những chất tướng khác, vì đây là chất tướng được sinh ra để có thể chống chịu lượng sát thương lớn ở thời gian dài và cũng có khả năng dọn lính là tương đối ổn để cho đối phương không thể tấn công trụ một cách dễ dàng. Ngay lập tức 1.000 tiền được giãn cách được dẫn đến, được đưa về dành cho bên phía của Ego. Và ở tình huống này khi có Nami hỗ trợ, khi có cả Lucian hỗ trợ nữa thì tốc độ lấy trụ đến từ Sài Gòn Phantom là thực sự khó khăn. Sẽ là như vậy, như vậy thì khả năng đổi đường
đến từ bên phía của Eagle Sports đã mang lại cho họ những lời thế nhất định, đó chính là cái chỗ đầu tiên của ván thi đấu này cũng như lượng tiền đang trên lệnh đó là khoảng 1.000 tiền. Và khi mà bên phía của Sài Gòn Phantom họ mất đi cái chỗ đầu tiên ở khu vực dưới, Goldie giờ đây anh ta sẽ gặp khá là nhiều cái sự áp lực khi mà phải bật buộc đẩy cao đợt lính của mình lên. Đồng ý. Và có những tình huống thậm chí là Rizek còn muốn mất máy vào cái hạt soi sáng trong phần rừng của Black One. Nhưng Black One tỏ ra mình là một trong người chơi rất đánh đá ở thời điểm hiện tại, thì ngay lập tức tự tung những tình huống sóng âm và người Rizek như nên đớ rồi nha. Đoạn giữa trận đấu thì Rizek không hề ngại Lee Sin một chút nào, Vi không hề ngại Lee Sin một chút nào, vì những tình huống bay múa của Lee Sin ngay lập tức sẽ bị giữ chân, bị khống chế đến từ Rizek và khiến cho khả năng bay múa và khả năng bọc sau đội hình của Lee Sin không còn quá nguy hiểm nữa. Bị check có mặt ở khu vực đường trên, muốn găng vào người của Winner, cùng với đó là AOHK. Honey cùng với đó là cả Zuno vô cùng là vô cùng tinh trí nha. Họ giữ được lính, thì sức được sử dụng. Một cú lóc tốt đến từ bên phía của AOHK đã cản bước đi găng đến từ bên phía của Eagle Sports. Vẫn xáy thanh trừng, Winner anh ta là người nằm xuống và mạng cũng đẩy nằm trên bên phía của đó là Honey. Và đổi ngược lại thì Rizek cũng không phải nằm lại trong pha thi đấu rồi, mặc dù Black One cũng đã xuất hiện. Gunner phải nằm lại, một trong những bước tiến tiếp theo mà Ego có được khi họ có được chiến công đầu, khiến cho xạ thủ đối phương bị nằm xuống và họ sẽ có được những bước di chuyển kế tiếp và đang cố gắng kiểm soát trước con sứ giả đến từ bên phía của Black One. Trong tình huống này có Pam Pam ở đây gây sự khó chịu, Pam Pam có lẽ sẽ cố gắng lôi con sứ giả ra khỏi tầm tấn công đến từ vị trí của Lee Sin, nhưng Lee Sin vẫn quyết định lao xuống. Đội hình của Ego đã xuất hiện và Rizek giữ lại con sứ giả không cứu người, lại ta cướp con sứ giả đến từ bên phía của Black One. Black One bị hạ gục, Rizek cũng phải đi theo, nhưng đó là lần double kill dành cho Pam Pam rồi. Double kill dành cho Garen trong tay của Pam Pam. Đây là một vị tướng chống chịu, như thế thì trong những phút tiếp theo cái sức chống chịu đến từ vị tướng này nó sẽ vô cùng là khó chịu, khiến cho đội hình những sát thương đến từ bên phía đội hình của Sài Gòn Phantom không thể nào mà dứt điểm được. Pam Pam nhanh được cả, trong khi đó ở phía ngược lại thì Goldie được tận dụng một khoảng thời gian farm lại cho mình, đó là những lượng tiền cũng như đó những kinh nghiệm sau một khoảng thời gian bị tiệt đó đến từ bên phía của Eagle Sport. Thậm chí cây cũng có thể là một trong những mục tiêu sẽ gặp nguy hiểm trong tình huống này, nhưng Pam Pam lại chưa có chiêu cuối. Đó là lý do vì sao mà AK dám tự tin đứng lại phòng ngự ở trong pha thi đấu vừa rồi. Nhưng tình huống tiếp theo, Sài Gòn Phantom muốn kiểm soát con rồng lửa thì có lẽ họ đã bỏ cái trụ đường trên dành cho bên phía của Pam Pam rồi. Sẽ đánh trực ra thêm cả sóng thần đến từ vị trí của Zuno nữa. Con rồng nằm trong tầm kiểm soát đến từ phía của hai bên, đấu trừng phạt. Ui. Và vẫn là chiến thắng dành cho Rizek với còn vài vỉ. Rizek lao ra với chiêu cuối của mình, giữ chân được Whis. Pam Pam tới, đúng là như vậy, mục tiêu được lựa chọn đó là Gunner. Mặc dù có sự bảo kê đến từ vị trí của Sanna nhưng cũng là không đủ, và đó là mạng hạ gục liên tiếp dành cho Hani trong pha giao tranh vừa rồi. Và Pam vẫn đang muốn chơi trong pha thi đấu này, chúng ta sắp hồi lại chiêu cuối đang đứng một cách rất hổ báo, nhưng trả người sát thương cũng là khá đau đến từ vị trí của Whis. Và giao tranh kết thúc với việc Ego cướp được con rồng lửa của đối phương trên dàn mướp và có được ba mạng hạ gục dẫn trước so với Sài Gòn Phantom. Đúng chính xác này, và thậm chí hai mạng hạ gục trong tổng số ba mạng đó lại nằm trong tay của Hani nữa. Như vậy vị tướng Lucian mạnh đã ban đầu đến giai đoạn giữa của ván thi đấu nay lại càng được mạnh hơn. Reject một tình huống lao vào bụi đó và có vẻ như có được tầm nhìn đến từ bên phía của đó là Black One cũng như là cả bộ đôi đường dưới của bên phía Sài Gòn Phantom nữa. Mục tiêu tiếp theo đến từ bên phía Eagle Sports sẽ là cái trụ đầu tiên ở khung đường Ballon khi mà con sứ giả kia nứt vẫn còn đang trên người của Reject. Và có lẽ là bên phía Lucian của Handy sẽ sắp hoàn thành xong cho mình đó là kiếm năng lượng Solari rồi. Ở thời điểm đó anh ta sẽ có được đến 50% khả năng chí mạng. Và với 50% khả năng chí mạng thì cứ mỗi hai phát bắn anh ta sẽ có được một phát bắn chí mạng. Hãy nhớ rằng cái nội tại của Hani giúp cho anh ta có được cái khả năng bắn hai đòn đánh liên tiếp là rất nhiều. Vì chí mạng đến từ Hani ở thời gian sắp tới sẽ là liên tục, lúc đó năng lượng của Hani sẽ hồi phục là rất nhanh. Bên cạnh đó anh ta còn có cả lượng sát thương chuẩn nhắm vào đội hình cứng cáp bên phía đội hình cứng cáp nhất nữa, và gần đây bị bốc lên bởi đó là thủy dục. Thủy dục chăng mờ đến từ vị trí của Sun cũng đã tạo áp lực rất lớn đến từ Sài Gòn Phantom. Khá là may cho Gunner trong tình huống vừa rồi, anh ta không còn cho mình đó là cái tổ trợ tốc biến, nhưng khả năng cover đến từ AOK cũng như đó là những cái đồng đội của mình là tốt để giúp cho Gunner không phải nằm xuống trong tình huống vừa rồi. Nhưng mà bên phía Eagle Sport họ cũng đã đạt được mục tiêu của mình, đó chính là cái chuột đầu tiên ở khu vực trên, và thậm chí con sứ giả khai nứt vẫn chưa được thả. Như vậy ở thời điểm tiếp theo, ở thời điểm con rồng thứ hai của ván thi đấu này, con sứ giả sẽ được thả ở khu vực tầng giữa để gây sức ép cho bên phía của Sài Gòn Phantom. Và Goldie đã mất tốc biến, nhưng Rizek trước đó cũng đã mất cho mình chiêu cuối rồi. Vì vậy có lẽ không còn bất kỳ một chiêu thức nào để giữ chân Goldie ở tình huống này nữa. Và thế trận được farm thoải mái đến từ Hani vẫn đang được diễn ra ở tình huống này. Hani đang ao toàn bộ lượng tiền tất cả các thành viên khác trên bản đồ.
với 7.000 tiền đang có trên người. Ba mạng hạ gục là những gì mà Hani có được sau 7 phút thi đấu. Vì vậy đây vẫn sẽ là một trong những niềm hy vọng để Ego có được ván thắng thứ 3 này. Bên cạnh đó thì Papam cũng đang gây được một áp lực vô hình khá lớn ở khu vực nửa trên của bản đồ. Và nếu như lấy được trụ đầu tiên khu vực đứng giữa sẽ là vô cùng nhiều lợi thế nữa được kéo về dành cho bên phía của Ego đang cố gắng phòng ngự đến từ phía Saigon Phantom. Connie cố gắng ra đây hỗ trợ những người đồng đội. Sóng thần đã được tung ra để khép góc các thành viên của Saigon Phantom. Con sứ giả sắp được dọn đi, khả năng lấy trụ đang là không quá nhanh đến từ bên phía của Ego, nhưng ít nhất họ cũng đã lấy được trụ đầu tiên khu vực đứng giữa đến từ phía của đối phương. Tốt như vậy là trước thêm con rồng đức thứ hai của ván thi đấu này với một con Balon đã lấy đi, đó là cái trụ đầu tiên ở khu vực đứng giữa. Như vậy thì tất cả dàn trụ ngoài đến từ bên phía của Saigon Phantom đã bị bóc đi hoàn toàn. Tỷ số về trụ ở thời điểm hiện tại đang là 3-0 như bên phía của đó là Eagle Squad, cũng như đó là cả mục tiêu lớn trong đồ, đó chính là con rồng đầu tiên của ván thi đấu. Con rồng lửa lại nằm trong tay của Eagle Squad. Họ đã có tất cả những lợi thế mà mình có ở trong ván thi đấu thứ ba này, ở trong ván thi đấu thứ ba này. Và nói là một chút về vị tướng, đó là Draven, đây là một vị tướng con dao hai lưỡi nha. Nếu như bạn xanh ở giai đoạn đầu của ván thi đấu thì bạn sẽ có thể là càng mạnh, sẽ mạnh hơn nữa. Và nếu như bạn thọt ở giai đoạn đầu của ván thi đấu thì bạn sẽ không thể nào bắt kịp được so với xạ thủ ở phía bên kia. Nhưng quan trọng đây là một trận thi đấu mà cách vận hành của Draven sẽ là rất khó khăn. Chính xác. Cho dù anh ta có xanh, tức là Draven để gây được lượng sát thương vào đội hình của đối phương, anh ta bắt buộc phải chọn vị trí một cách khéo léo, phải nhặt dìu một cách khéo léo nữa, và phải có được những góc bắn với đòn đánh tay. Trong khi đó với một Lucian, cách anh ta gây sát thương là vô cùng dễ dàng, chỉ đứng xa sấy chiêu thức của mình vào đội hình của đối phương thôi. Sau đó anh ta còn có những bộ chiêu thức để cò quay và lướt đi trong giao tranh một cách là lướt nữa, và thả đó là xong, đó là con ma ra để làm chậm vào vị trí của Black One. Ngay lập tức Black One bị dồn sát thương và Hani đang chờ những đòn đánh cuối cùng của mình. Một tình huống thủy gục là không chính xác khi Black One đã có thể lướt đi được, và nộ long cước đẩy văng được ba người. Papam bọc đầu một cú cắm kiếm lạnh lùng và vô tâm của Papam lấy đi mạng hạ gục của Black One. Black One lên bảng điểm số 20 giây. 20 giây này là đủ để cho bên phía của Eagle Esports họ có được con lòng đức này. Thậm chí Bam Bam còn cố gắng join tất cả thành viên đến từ bên phía của Saigon Phantom nữa cơ. Như vậy thì cảm giác như là Black One với vị tướng Blazin này anh ta chưa được quen tay cho lắm, khi mà cả hai ván thi đấu anh ta chơi vị tướng Blazin này đều không để lại quá nhiều ấn tượng cho chúng ta, đúng không? Thậm chí đây là một ván đấu mà Blazin của Black One còn phải lên, đó là món trang bị đầu tiên, đó là giáp thiên thần. Bên cạnh đó với cái búa gỗ kia, anh ta sẽ có được một vài những hướng lên trang bị, nhưng có lẽ là cá rùa đến từ Black One anh ta giữ lại được con màu xanh vừa rồi. Không sao, như là bạn đang mức đấy thì nó không có lợi thế, đúng không? Và tất cả bạn giữ lại được tài nguyên trong phần rừng của mình thì đó vẫn sẽ là một tín hiệu tốt cho bên phía của Tây Ông Trump, và thậm chí đó là tín hiệu tốt cho riêng cá nhân của Black One nữa. Và để xem nào, ở thời điểm hiện tại thì khi mà Goni với vị tướng Fiora, đây là một vị tướng có khả năng đẩy lẻ mạnh ở giai đoạn sau của ván thi đấu, nhưng mà lại đang thu tiền vô cùng là nhiều so với Raren ở phía bên kia. Và thậm chí là nếu như cái tình huống mà đối đầu chuyển thì Bam Bam anh ta sẽ không ngán Fiora của Goni đâu. Đồng ý, và chúng ta hãy cùng chờ xem Rezek anh ta có thể gây được thêm những áp lực trong phần rừng của Black One hay không. Vì đây đã là khoảng thời gian mà Rezek hoàn toàn có thể đi tìm Black One để có thể tấn công vào đội, vào người của đối phương, chứ không còn quá lo ngại Black One như khoảng thời gian trước đó nữa. Thậm chí là khoảng thời gian mà Black One còn dám lao xuống đây để mấp máy vào vị trí của Rezek. Rezek chỉ muốn kiểm soát tầm nhìn mà thôi. Nhưng nếu có những một hai người đồng đội ở phía sau đến từ Rezek, chắc chắn anh ta sẽ sống mái và tay đôi với Black One trong pha thi đấu vừa rồi. Đúng là như vậy. Thời điểm hiện tại thì trung tâm mình vẫn sẽ là có cho bên phía của Saigon Phantom ở khu vực Hang Baron này. Như vậy thì họ vẫn sẽ khá là yên tâm ở những phút tiếp theo, không sợ Ego Sport họ có thể ăn lén được con Baron này với lượng sát thương vô cùng là dồi dào đến từ con bài Lucian. 10.000 tiền ở ngay phút thứ 11, ba món trang bị đã có. Black One thậm chí anh ta còn đang gặp nguy hiểm nữa. Ở ngay một tình huống tốc biến ở tuổi giữa, tập tướng cái bụp sau đó là phải nằm lại đến từ bên phía của Gunner, thậm chí đó là tốc biến đến từ vị trí của Hani cơ. Còn Gunner vẫn tiếc cái tốc biến nên anh ta phải nằm lại trong tình huống vừa rồi. Pam Pam đứng giữa hai trụ của đối phương, áp lực là quá lớn, và trụ thứ hai đường giữa thuộc về bên phía của Ego, và Hani vẫn đang là một trong những người chơi đang rất xanh trong trận thi đấu này. Và người giàu thì lại càng giàu, trong khi đó thì Gunner cần giàu thì lại càng nghèo khi đã phải nằm đến 4 mạng hạ gục rồi. Đúng là như vậy, và có vẻ như là những cái nội tại được tích đến từ Gunner vẫn chưa được nổ hũ trong ván thi đấu này, mặc dù anh ta đã có trước cho mình được đó là một màn hạ gục nha. Và ở thời điểm hiện tại thì Bam Bam anh ta đang chắc hẳn là sẽ là kèo chơi luôn so với Goni khi mà anh ta gặp Goni ở đâu, là anh ta chém Goni ở ngay thời điểm đó. Đúng vậy, vì hiện tại thì Bam Bam đã có cho mình đó là giáp gai, một trong những món trang bị ở thời điểm hiện tại nó có cơ chế của vết thương sâu.
Đó là một trong những cơ chế giảm đi khả năng hồi phục khó chịu của Gonny ở thời điểm hiện tại. Ở bên cạnh đó thì anh ta cũng có được cho mình khả năng gây sát thương nữa với cái giáp liệt sĩ và cái búa gỗ đang cầm ở trên người. Vì vậy Gonny chắc là sẽ phải đánh nhún nhường ở thời điểm này với Tampan so với phía bên kia, trong khi đó Rizek bắt được một người, đó là ai đây? Đó là Janna trong tay của AOSK. Nhưng Janna vẫn còn sống sót. Rizek bay qua phía bên kia từ tường, phát hiện được ra 4 người ở sau bụi cỏ và Ego cũng không tấn công lên một cách quá nhanh chóng nữa. Họ chỉ muốn tấn công vào nguồn tài nguyên của đối phương mà thôi. Nhưng Black One vẫn đang cố gắng ở lại để nhấp nhả. Và anh ta cũng bị đẩy lui ra phía sau. Búa đỏ được giữ lại và nó thuộc về phía của Hany. Và thậm chí là Eagle Spot họ tận dụng khoảng thời gian này để tấn công vào con Balon này luôn, khi mà họ thấy Johnny còn đang mãi mê đại lính ở khu vực đường dưới. Tốc độ anh là vô cùng nhanh. Black One có sống âm anh ta có thể cướp được cho tưởng nha, khi mà lực cấp độ là 11-11 so với hai người chơi đi gần. Bắt đầu xoáy đến từ vị trí của Pam. Phía bên đây thì đang là nhặt dìu lên tiếp đến vị trí của Gunner, nhưng anh ta bị giữ chân bởi đó là trăng mờ trong tay của Sun. Và các thành viên yếu máu còn lại của Sài Gòn Tôm cũng đang phải bỏ chạy. Black One bị tốc biến đuổi theo. Và double kill dành cho Hany. Hany vẫn đang là lượng sát thương quá lớn ở trong trận thi đấu này. Sài Gòn Tôm đang chưa thể phòng ngự được. Đúng chứ đây. Sài Gòn Phantom họ không kiểm soát được sức mạnh của con Lucian này ở thời điểm hiện tại, phút thứ 14, 14, 3 món trang bị 603 lượng sát thương đến từ vị tướng này sẽ vô cùng là nhiều. Đó sẽ là một lượng sát thương vô cùng là đột biến, khiến cho đội hình của Sài Gòn Phantom ở thời điểm hiện tại không thể nào mà chống chọi được cả. Khi mà tôi nhìn vào lượng trang bị đến từ bên phía của Sài Gòn Phantom, chưa có bất cứ một món trang bị lên giáp của các thành viên của Sài Gòn Phantom cả, ngoài trừ đó là cái áo choàng gai của đội Black One. Đúng vậy. AOSK cũng đang hướng lên cho mình một món trang bị có khả năng phòng ngự. Trước đó là một cái lư hương để tăng khả năng hồi phục của mình dành cho những người đồng đội của với chiều cuối. Thì thời điểm hiện tại đã là 3 bộ lợi rồng dành cho Ego rồi, với lượng tiền chênh lệch là khoảng gần 10.000 tiền. Và với một Lucian quá xanh xao, với việc Lucian anh ta thậm chí còn không lên, còn không lên đó là giáp hồi sinh, mà chơi tới bến với bên phía Sài Gòn Phantom với 4 món trang bị, rất nhiều khả năng chí mạng ở thời điểm hiện tại. Tôi tin rằng thời điểm này bắn phát nào là chí mạng phát đấy đến từ bên phía của Hany với những tình huống lướt và sử dụng nội tại bắn hai nhát của mình. Đúng là như vậy, và thậm chí anh ta không lên giáp hồi sinh là vô cùng là dễ hiểu, khi mà thời điểm hiện tại không có bất cứ một lượng sức thương nào có thể sốc chất anh ta cả. Và một tình huống 2-4 trong pha thi đấu này, Sun bị hạ gục quá nhanh chóng, anh ta chưa kịp tung ra cú trăng mở vì tình huống hồn gió của Whis là quá khó chịu đi, và khi hết hồn gió cũng là lúc mà Sun nằm xuống, nên có những sự bình tĩnh lại đến từ Ego để thắp chiêu ván thắng này. Với tình huống di chuyển của mình nhưng vẫn quyết định là muốn đánh đến từ bên phía của Ego. Kiri Zek là người đi đầu, anh ta có thể giữ chân được bất kỳ ai trong pha thi đấu này. Chưa có chiêu cuối ở thời điểm hiện tại. Thủy ngục trúng hai người, Hany sử dụng chiêu cuối thanh trừng, xấy được lượng sát thương là khá lớn, và Black One đang găm được sóng âm vào người của đó là Hany trả sát thương là quá đầu. Black One bị hạ gục, chiêu cuối là hơi muộn màng đến từ AOK, nhưng Hany vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Hany bị chấm dứt rồi, và đó là double kill dành cho Whis. Nhưng động thái di chuyển không đang có chút nào ở thời điểm hiện tại đến từ phía của Ego. Tạm ở đây là cố gắng gỡ gạc lại màn hạ gục dành cho những người đồng đội của mình, nhưng chưa tung ra chiêu cuối vì Gonny vẫn còn đó là tình huống phản đòn và cắm kiếm. Trước đó là một tình huống cầm lặng khá hay đến từ Tạm để đối phương không thể phản đòn. Anh ta có được màn hạ gục, tiếp tục là quay. AOK sống sót và anh ta vẫn còn khả năng hồi phục với mùa xanh trên chân. Tun bây giờ mới ra, Tun lao vào trăng mở, chỉ giữ được một người đó là Whis mà thôi. Sau đó là bị hôn gió bởi Whis. Khi mà có quay nhưng đã bắt được một người đó AK rồi. Và anh ta hài lòng với cái mùa xanh trên chân đang cố gắng bỏ chạy. Whis thì không muốn làm điều đó khi đang muốn trả thù cho những người đồng đội. Đồng hồ ngưng động, Tun tạm thời sống sót. Còn tác bạc hay còn gì đó để sống sót hay không? Câu trả lời là con, trong đó quay ngược trở lại để tấn công. Nhưng Whis mới là người có mạng hạ gục ở tình huống sát thương cuối cùng của mình. One game cực mạnh, đây là một pha one game cực mạnh đến từ bên phía của Ego Esports nha. Và bên phía của Sài Gòn Phantom hãy nên nhớ rằng Sài Gòn Phantom là một đội tuyển top đầu, họ có thể tận dụng những sai lầm của bạn để có thể lật ngược cả ván thi đấu này. Hãy nên nhớ điều đó, Ego Esports họ cần phải bình tĩnh lại trong những tình huống mà kiểm soát tầm nhìn của mình, cũng như bình tĩnh trong những tình huống mà đưa ra những cái quyết định nó hơi sai lầm như thế này. Một pha giao tranh mà khiến cho bên phía của Sài Gòn Phantom họ kéo giãn lại được lượng tiền đâu đó chỉ còn cách biệt là 5.000 tiền mà thôi, trước đó là 10.000 tiền. Một nửa lượng tiền được thu hẹp lại dành cho Sài Gòn Phantom. Và nên nhớ rằng nếu Ego có một Hany với 6 điểm hạ gục đang có trên người, thì Sài Gòn Phantom cũng có một Whis với một Ari là 504. Các thành viên khác như thế nào Whis không quan tâm. Bản thân anh ta vẫn đang là một người chơi giữ mạng rất tốt trong trận thi đấu này. Ego quyết định tấn công thật nhanh vào con Baron, nhưng có lẽ đây sẽ chỉ là một tình huống câu giao tranh với đối phương mà thôi. Khi Lee Sin cũng như các thành viên của Sài Gòn Phantom đang đến một cái rất nhanh, không cầu nữa mà ăn thật rồi. Và con Baron thuộc về bên phía của Hany với sự sát thương cuối cùng của anh ta, quyết định đánh được kiểu dậy. Tuno đang còn một lượng máu khá thấp, không dám lao vào trong giao tranh.
nhưng khả năng cắm kiếm đến từ Tam Tam và mang về được một mạng hạ gục ngay cho bên phía của Ego, và sức bắn đến từ Hani đang là quá hủy diệt. Anh ta có được double kill sau và giao tranh vừa rồi, trước đó là một tình huống giữ lại con Baron thần kỳ dành cho đội tuyển của mình. Và người chơi cuối cùng còn sống sót là Breakon đang bị đuổi theo bởi Reject, đấm là khá đau và có lẽ có quét sạch dành cho bên phía của Ego, và họ sẽ có được chiến thắng ở trong trận thi đấu này với tỷ số là 2-1. Một kết quả vô cùng là bất ngờ cho tất cả chúng ta, đúng không? Đây là một trận thi đấu mà bên phía của Sao Quantum họ thất bại trước một đội tuyển tấp dưới. Các bạn hãy nhìn đi, nếu như ở tình huống trước đó một pha quăng game đến từ bên phía của Eagle Squad, đó là bởi vì họ giao tranh thiếu người, họ giao tranh một cách rời rạc. Và ở tình huống pha Baron đó, họ giao tranh tổng 5-5 thì không có bất cứ một cơ hội nào trên phía của Sao Quantum họ có thể thắng được cả. Và hơn hết nữa, đó chính là Sun với con bài Diana đang chơi vô cùng xuất sắc ở trong ván thi đấu thứ ba này, với một tình huống chăn mờ của mình đã làm bốc hơi ngay, đó là Gunner. Một lượng sát thương không có, bên phía của Sao Quantum đã mất đi, giao tranh không thể nào thắng được, đó chính là Sao Quantum. Và xin chúc mừng Eagle Sport, họ là người đầu tiên gạt nhỏ được Sài Gòn Winter ở trong mùa giải lần này. Và phải kể đến thì Sài Gòn Winter ngày hôm nay cũng đã tạo rất nhiều điều kiện để Eagle có thể làm được điều này. Nói một cái khác thì trận thi đấu này mặc dù có là đội tuyển nào chiến thắng đi nữa thì chúng ta cũng nên dành một respect dành cho cả hai đội tuyển với những sự cống hiến của mình. Với Sài Gòn Winter thì họ có lý do để làm điều này. Nếu mà để nói đáng trách cho Sài Gòn Winter thì thực sự là một cái nhận định quá gọi là khắt khe với họ, khi ở thời điểm này việc vô địch vòng bảng ấy dường như nó một cái giấc, nó không thực sự là quá hay với Sài Gòn Hàn Tôn. Thế cho nên phần nào đó nếu như họ muốn có được những điểm số để cho Ego có hy vọng thì tôi nghĩ rằng cũng là một trong những quyết định đáng khen dành cho Sài Gòn Hàn Tôn. Và đặc biệt là họ còn có cơ hội để thử những đội hình rất lạ nữa, nếu nó thành công thì biết đâu đó đây sẽ là một trong những đội hình, một trong những bài tẩy để họ mang ra để tận dụng trong vòng playoff. Còn nếu thua thì cũng không có điều gì đáng trách dành cho Sài Gòn Phantom cả, vì thời điểm này họ đang quá vượt trội về mặt số điểm do phía đối phương rồi, với top 1 vòng bảng cũng chưa chắc đã là một điều gì đó quá lợi thế. Vì vậy tôi tin rằng đây là một trận thi đấu mà cả hai đội tuyển đều đã xứng đáng nhận được những lời khen đến từ các bạn khán giả, vì họ đã cống hiến cho các bạn một buổi tối rất mãn nhãn và rất hay với 3 ván đấu mà họ thể hiện trong buổi tối ngày hôm nay. Đúng là như vậy. Và anh Phong có để ý hay không, tức là cả hai mùa giải gần đây thì Sài Gòn Phantom họ đều bị gạt dò bởi một đội tuyển ở tấp dưới. Nếu như mùa trước đó chính là DGK thì mùa này đó chính là Ego Esports. Và một lần nữa cũng xin chúc mừng Ego, họ đã chiến đấu với tất cả những gì mà mình có. Họ không làm, mặc dù là họ đội chuyển ở kiểu dưới nha, nhưng mà họ vẫn chiến đấu một cách rất là kiên cường. Đây là biểu đồ về tiền của ván thi đấu thứ ba. Đây là lần đầu tiên mà tôi cảm nhận như là có một đội tuyển có thể dẫn Sài Gòn Phantom xuyên suốt cả ván thi đấu. Đồng ý. Và cái điểm trùng nhẹ đến từ biểu đồ tiền kia có lẽ đến từ pha tỏa sáng của Wiz mà thôi. Còn lại thì Ego vẫn đang rất chất chiu cái trận thắng này dành cho đội tuyển của mình. Và cái sự quyết tâm đó được thể hiện ở trên chính biểu đồ này, khi không có bất kỳ một khoảnh khắc nào biểu đồ được nằm ở phần sân màu đỏ của Sài Gòn Phantom cả. Và cũng xin chúc mừng Ego sau trận thi đấu này, mặc dù ngày hôm nay họ là đội tuyển hơi thiệt thòi với việc phải thi đấu đến 2 trận trong một buổi, nhưng quả ngọt đã thuộc về họ khi đó cũng là 2 trận mà họ mang về chiến thắng liên tiếp. Và Hani tiếp tục là người chơi đảm nhiệm lực sát thương lớn nhất trong đội hình và cũng là người đánh dấu cái sự chiến thắng dành cho Ego trong buổi tối ngày hôm nay, với trước đó là một con Ezreal và với trận thi đấu này là Lucian quá nhiều sát thương. Like fanpage Liên minh Hình thái Tốc chiến eSports và nhấn subscribe kênh YouTube Liên minh Hình thái Tốc chiến để cập nhật những tin tức thú vị và theo dõi giải đấu Icon CDC.